Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 202. Thích Thiên lắc đầu, không biết nữa. Diệp Huyên ở phía xa hơi thi lễ, tiền bối, nếu người không đáp lời thì có nghĩa là đồng ý rồi nhé. Nói xong, hắn vội quay lại nhìn ba người Đạo Lăng, còn không mau hành lễ bái sư. Đạo Lăng và Thích Thiên ngẩn ra, cái gì vậy trời? Vậy là bái sư rồi hả? Diệp Huyên không nói hai lời đã lập tức hành lễ, vãn bối bái kiến sư. Còn chưa kịp dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng chợt ập xuống Diệp Huyên. Diệp Huyên cả kinh trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh bởi vì đối phương không đánh thẳng tay. Lúc này, cái cây đột nhiên rung lên, một khắc sau, một giọng nói vang lên từ trong thân cây, người trẻ tuổi, da mặt ngươi dày thật. Diệp Huyên. Giọng nói kia lại hỏi, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ không giết ngươi? Diệp Huyên đáp ngay, không dựa vào đâu cả. Giọng nói kia, khí vận đại đạo trên người bốn người các ngươi cũng có lợi rất nhiều với ta. Diệp Huyên cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta cười vì tiền bối đang nói đùa đấy, với thực lực của tiền bối mà còn để ý đến mấy cái khí vận đại đạo nho nhỏ này sao? Đừng bảo là khí vận đại đạo, cho dù là bút đại đạo đi nữa thì e là cũng không làm gì được tiền bối. Giọng nói kia im bặt. Diệp Huyên lại nói, chỉ cần một luồng uy thế của tiền bối đã khiến chúng ta thấp thỏm lo sợ, thực lực như vậy e rằng có là bút đại đạo thì cũng phải cúi đầu xưng thần. Giọng nói kia cười vang, người trẻ tuổi, người biết nịnh nọt thật đấy. Diệp Huyên hơi thi lễ, lời của vãn bối đều là suy nghĩ thật lòng, không hề điêu toa nửa câu. Giọng nói kia vẫn cười, năng lực của bút đại đạo đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì ngươi nghĩ, tất nhiên, giống như ngươi nói, ta cũng không sợ nó lắm. Diệp Huyên hơi thi lễ, tiền bối, bốn người chúng ta có thể được vinh hạnh bái người làm sư phụ không? Khoảng không yên lặng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vãn bối đã hiểu. Nói rồi, hắn khẽ thở dài, không thể bái vào môn hạ của tiền bối, đúng là quá đáng tiếc. Giọng nói kia bỗng cất lên, người trẻ tuổi, nếu là năm xưa, ta sẽ rất bằng lòng nhận bốn người các ngươi, dù sao các ngươi đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hơn nữa tính cách ngươi rất đúng ý ta. Đáng tiếc, bây giờ ta đã nói đến đây, ông ta không tiếp lời nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ngươi còn sống không? Giọng nói cười hỏi, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy trên đời này không ai có thể giết chết tiền bối, trừ khi tiền bối tự muốn chết. Nếu không thì có ai có thể làm tiền bối bị thương được chứ? Ha ha! Giọng nói cười to, tiểu tử, tuy ta biết ngươi chỉ đang nịt hót ta, nhưng không thể không nói, ta nghe cũng thấy mát lòng mát dạ lắm. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối, ban nãy khi bốn huynh đệ ta đi vào còn thấy hơi bất an, cho rằng tiền bối không dễ nói chuyện lắm, nhưng bây giờ xem ra là do chúng ta lo xa rồi. Giọng nói đáp, ban đầu khiến các ngươi sợ là vì không muốn có người quấy rầy ta. Nhưng đúng là ta có chút ngạc nhiên với bốn người các ngươi. Theo lý mà nói, các ngươi hẳn phải là kẻ địch của nhau, nhưng bây giờ xem ra các ngươi đều cùng một phe cả. Diệp Huyên cười bảo, bởi vì chúng ta có kẻ địch mạnh hơn. Giọng nói, hai tên bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Không biết tiền bối từng nghe qua tên kiếp chủ hay chưa? Người này được xưng là vạn kiếp chi tổ, vô địch khắp chư thiên vạn giới. Giọng nói chợt khinh thường, vạn kiếp chi tổ chó má gì, còn vô địch khắp chư thiên vạn giới nữa chứ? Nó tự nói vậy à? Diệp Huyên lập tức gật đầu, đúng vậy. Ngày đó khi gã bắt nạt mấy huynh đệ chúng ta đã từng nói như vậy, gã vô địch rồi, chúng ta cứ tùy ý. Ăn nói kiểu chó tha gì vậy? Trong giọng nói kia mang theo sự khinh thường vô cùng tận. Chỉ là một luồng kiếp lôi sinh ra được linh trí, mới tu luyện được tiểu thành thôi. Dám nói vô địch à? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, kiếp chủ này thật sự rất lợi hại, lúc trước ba huynh đệ chúng ta liên thủ mà cũng không phải đối thủ của gã chỉ cần hạ một luồng kiếp lôi xuống. Thật sự quá khủng bố. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi nói tiếp, tất nhiên là gã chắc chắn kém tiền bối xa tít tắp. Dù sao tiền bối chỉ để lại một hơi thở thôi đã khiến huynh đệ chúng ta vô cùng lo sợ, nhưng chúng ta lại không cảm thấy như thế khi đối diện với kiếp chủ. Nhưng mà, kiếp chủ này lợi hại thật đấy. Giọng nói kia lại bảo, thật ra gã chỉ là đống rác, một con chó săn cho người khác mà thôi,
tuy hiện tại các ngươi không đánh lại gã, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ vượt xa hơn gã, đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối đã coi trọng. Bốn huynh đệ chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng. Nói rồi, hắn do dự một lúc mới hỏi, tiền bối, nếu người không có lòng nhận đồ đệ thì chúng ta đành phải cáo từ rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ba người đạo lăng hơi ngẩn ra, nhưng vẫn theo chân Diệp Huyên ra ngoài. Đúng lúc này, giọng nói kia lại vang lên, bọn họ đang ở ngay bên ngoài, các người đi ra sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, thế nhưng chúng ta còn ở đây lâu nữa thì sẽ liên lụy đến tiền bối, nếu đã kiếp chủ cùng người sau lưng gã ghi hạn tiền bối thì. Khi ấy huynh đệ chúng ta sẽ áy náy lắm. Giọng nói kia chợt cười to, tiểu tử, người nghĩ ta sợ bọn chúng chắc. Diệp Huyên muốn nói lại thôi. Giọng nói cười, tiểu tử, người nhìn cho kỹ đây, ta sẽ cho người biết như thế nào là cường giả chân chính. Vừa dứt lời. Phía xa bên ngoài đại điện chợt có một bóng đen xuất hiện, bóng đen kia nhìn xuống kiếp chủ, chính thứ phế vật ngươi nói mình vô dịch đấy à? Ngươi không biết xấu hổ sao? Dám phát ngôn ngông cuồng như vậy? Một khắc sau, một bàn tay khổng lồ chợt ập xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, kiếp chủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Kiếp chủ bay thẳng mấy vạn trượng mới dừng lại được, nhưng khi vừa ổn định lại thì thân thể gã lập tức đổ vỡ. Hóa thành vô số lôi điện bắn tung tóe khắp nơi. Kiếp chủ. Kiếp chủ giờ phút này đã ngây ra như phỗng. Cái quái gì vậy? Tên này là ai? Sao lại đánh gã? Cái bóng mở cách xa mấy trăm nghìn trượng ở chân trời nhìn xuống, khịt mũi khinh thường, thứ phế vật. Kiếp chủ. Vân sư đứng trước đại điện, bình tĩnh ngẩng đầu nói, các hạ phải chăng chính là linh hồn của thái cổ thần thụ thuộc về thái cổ thần tộc. Bóng mờ khẽ cười, đến lai lịch của ta mà cũng điều tra cặn kẽ vậy, các ngươi quả thật không đơn giản. Vân sư khẽ cười, thái cổ thần thụ, chỉ có bốn người kia mới là mục tiêu của chúng ta. Thái cổ thần thụ lạnh nhạt, liên quan gì đến ta? Vân sư gật đầu, xin các hạ hãy thả bọn họ ra. Thái cổ thần thụ mỉa mai, vì sao? Vân sư khẽ nhíu mày. Thái cổ thần thụ cười khẩy, muốn đánh nhau à? Vân sư thở dài, chúng ta dành sự kính trọng cao nhất cho thái cổ thần tộc. Chúng ta tuyệt đối phải bắt được bốn người kia, thái cổ thần thụ đừng nhúng tay vào được không? Thái cổ thần thụ khạc ra một tiếng cười, người đang đe dọa hay van xin ta đấy? Sau một hồi im lặng, vân sư gật đầu, ta đã hiểu thái độ của các hạ. Gã xoay người rời đi. Sở dĩ không ra tay vì gã thật sự không làm gì được cái cây này. Đúng lúc này. Kiếp chủ bỗng run rẩy cất giọng, thái cổ thần thụ, theo ta biết, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đã vậy ngươi đánh ta làm gì? Thái cổ thần thụ lãnh đạm nói, thích thì đánh, không phục à? Kiếp chủ gằn giọng, là thằng Diệp Huyên xúi ngươi đúng không? Diệp Huyên? Thái cổ thần thụ cau mày, nói nhảm gì lắm thế? Không phục thì qua đây đánh lại xem. Sắc mặt kiếp chủ vặn vẹo đến là dữ tợn. Gã biết. Chắc chắn là tên khốn Diệp Huyên đầu tiêu chuyện này. Cái nết chơi dơ khó bỏ. Vân sư nói với kiếp chủ, đi thôi. Sau đó đưa gã biến mất tại chỗ. Thái cổ thần thụ trở lại trong điện. Thấy ba cặp mắt tràn ngập kính nể của đám Diệp Huyên. Diệp Huyên kích động, kiếp chủ kia đứng trước tiền bối chẳng khác gì con kiến. Người thật là lợi hại. Thái cổ thần thụ cười, không phải ta lợi hại, mà là gã quá yếu. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, trước đây, bốn huynh đệ chúng ta còn cho rằng bản thân đã không còn đối thủ trên đời, hôm nay được gặp tiền bối mới biết mình yếu nhược nhường nào. Ôi, sức mạnh vô địch của người khiến chúng ta rúng động. Thái cổ thần thụ cười, tiểu tử ngươi không cần nịnh, không có tác dụng với ta đâu, ha ha. Diệp Huyên. Đạo lăng đứng một bên bỗng hỏi, thế lực sau lưng kiếp chủ là gì vậy tiền bối? Thái cổ thần thụ nhíu mày, các ngươi không biết sao? Diệp Huyên gật, không ạ. Thái cổ thần thụ im lặng. Diệp Huyên do dự một hồi rồi hỏi, chẳng lẽ họ mạnh lắm ư? Thái cổ thần thụ, cực kỳ mạnh, lịch sử lại vô cùng lâu dài, còn trước cả thái cổ thần tộc ta. Theo ta biết, họ còn từng chiếm đoạt khí vận đại đạo của nhiều đời trước đó. Diệp Huyên nhíu mày, chiếm đoạt những đời trước,
Thái cổ thần thụ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hạ giọng, có khí vận đại đạo mà còn bị giết. Vô dụng đến thế sao? Làm mất giá bút đại đạo quá. Bút đại đạo. Thái cổ thần thụ cười, mang khí vận đại đạo trên người nghĩa là sẽ trở nên may mắn hơn thôi, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Nhưng trên đời có một số cường giả có thể xem nhẹ khí vận này, kiếp chủ và những người sau lưng gã là một trong số đó. Diệp Huyên nhíu mày, rốt cuộc bọn họ là người thế nào? Thái cổ thần thụ im lặng. Diệp Huyên, tiền bối không thể nói sao. Thái cổ thần thụ, là Tiên Lăng, một siêu thế lực rất lâu đời. Năm ấy khi thái cổ thần tộc còn tồn tại đã từng có quen biết với họ. Thật ra ta cũng có phần hoài nghi, bởi vì theo lý mà nói, khí vận đại đạo của các ngươi tuy tốt nhưng không có tác dụng với những người như bọn họ, bởi vì bọn họ không có thứ ấy, không thể tranh giành nó. Khí vận đại đạo có thể bị chiếm đoạt nhưng tác dụng lại không có, trừ khi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên tiếp lời, trừ khi trong số họ cũng có người sở hữu nó. Thái cổ thần thụ gật đầu, nếu họ cũng có người như thế thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Nó nhìn bốn người, các người đã bị bọn họ để mắt đến, e rằng ngày sau sẽ không yên bình. Diệp Huyên hạ giọng, rốt cuộc có bao nhiêu người sở hữu khí vận đại đạo? Thái cổ thần thụ cười, chuyện này thì ta không rõ. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, hỏi, tiến bối có thể chỉ lối cho chúng ta không? Thái cổ thần thụ không đáp. Diệp Huyên mỉm cười, là ta đường đột. Thái cổ thần thụ thấp giọng nói, không giấu gì tiểu tử ngươi, ta ở đây để tìm một cơ duyên cho thái cổ thần tộc. Năm ấy tộc ta bị tiêu diệt vì một số nguyên nhân đặc thù, gần đây tộc nhân luôn muốn gầy dựng lại, trở về quê hương thái cổ thành. Nhưng cùng vì một vài lý do mà chúng ta không thể trở lại nữa. Nó nhìn Diệp Huyên, ta biết tiểu tử ngươi không phải người thường. Nếu ngươi bằng lòng ngày sau giúp đỡ thái cổ thần tộc ta trở về quê hương, ta sẽ đưa bốn người các ngươi đến gặp linh hồn của chư vị tổ tiên trong tộc, nhờ họ giúp đỡ huynh đệ các ngươi. Nhưng ta nhắc trước, một khi đồng ý tức là ngươi sẽ tiếp nhận nhân quả càng lớn. Năm ấy, thực lực của thái cổ thần tộc và Tiên Lăng là ngang hàng nhau. Bốn người Diệp Huyên nghe vậy thì im lặng. Sức mạnh ngang hàng. Mà thái cổ thần tộc vẫn bị tiêu diệt. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bọn họ đã trêu vào một cường giả hoặc một thế lực cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyên nhìn Đạo Lăng và Thích Thiên, thấy cả hai đều im lặng. Hắn cười, sao không nói gì hết vậy? Cho ý kiến đi chứ. Đạo Lăng chần chừ, nói, Diệp Huynh quyết định đi. Diệp Huyên nhìn Thích Thiên, thấy gã cũng gật đầu, để Diệp Huynh quyết định. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, thấy hắn ta tần ngần một hồi mới nói, có thịt là được. Diệp Huyên. Hắn bật cười, nói với thái cổ thần thụ, tiền bối, chúng ta đồng ý giao dịch. Thái cổ thần thụ nhìn vào mắt hắn, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chuyện tương lai để sau hãy nói, trước mắt còn sống mới là quan trọng. Sau một hồi im lặng, thái cổ thần thụ nói, đi theo ta. Đoạn xoay người đi vào trong điện. Diệp Huyên vội vã dẫn ba người kia đi theo. Trên đường đi, Thích Thiên thì thầm hỏi, Diệp Huynh, sao ta cảm giác chúng ta càng ngày càng yếu? Trước kia làm gì như vậy? Đạo Lăng cũng gật lia lịa, đúng ấy, trước khi biết Diệp Huynh, ta đã vô địch bao nhiêu năm rồi, nhưng sau khi quen biết Huynh, ta cảm thấy mình ngày càng yếu đi. Gã nhìn Diệp Huyên, Huynh thì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cũng vậy, trước khi gặp các ngươi, ta vẫn luôn vô địch. Đi đâu cũng càn quét tất cả, chưa từng có đối thủ. Đạo Lăng ngần ngừ, thật không? Diệp Huyên đen mặt, ta là kiếm tu, huynh nghĩ ta sẽ nói dối sao? Đạo Lăng chề môi, nói kiếm tu cái búa. Bao lâu nay chung đụng cùng Diệp Huyên, gã đã nhận ra tên này tuy là kiếm tu nhưng hành xử chẳng giống kiếm tu gì sất. Thích Thiên nói, Diệp Huynh, ta cho rằng chuyện của thái cổ thần tộc không đơn giản như vậy. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn khác. Thích Thiên im lặng, đúng vậy, bốn người bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ nhanh chóng bước vào tiểu điện, thấy bên trong tĩnh lặng vô cùng, chỉ có bày một vài pho tượng. Thái cổ thần thụ thi lễ với pho tượng đặt ở trước nhất, tộc trưởng. Rắc. Pho tượng bỗng nứt ra, để một ông lão xuất hiện. Tóc ông dài xóa vai.
người mặc áo bào sa hoa rộng thùng thình, giữa chân mày là nét oai nghiêm. Ông nhìn bốn người, người sở hữu khí vận đại đạo. Diệp Huyên thi lễ, tham kiến tiền bối. Ông lão không nói gì. Thái cổ thần thụ trần trừ hồi lâu rồi gọi tộc trưởng. Ông lão nhẹ giọng nói, vậy thì chọn họ đi. Ông nhìn Diệp Huyên, ngoại trừ chiến đấu, các ngươi cần chúng ta giúp gì? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tăng cường sức mạnh. Ông lão gật đầu, còn gì nữa không? Diệp Huyên chớp mắt, cho tiền. Ông lão mỉm cười, tiền. Diệp Huyên, trang bị này nọ nữa. Nhưng nếu không có thì chúng ta cũng không ép. Ông lão có. Ông vươn tay, để một thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm dài 4 thước, rộng 2 ngón tay, toàn thân đen nhánh. Diệp Huyên trợn mắt, tiền bối, đây là. Ông lão cười, thái cổ thần kiếm, thanh kiếm đứng đầu của thái cổ thần tộc ta. Thân kiếm làm từ tuế nguyệt thần thiết, có thể gia tăng tuế nguyệt chi lực lên gấp bội. Bên trong có linh hồn dị thú bảo vệ tộc ta, đã vượt ra ngoài tuế nguyệt. Có nó giúp đỡ, uy lực của kiếm kỹ sẽ tăng gấp bội. Diệp Huyên, cho ta ư. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên không nói gì. Ông lão nhìn sang Thích Thiên, gọi một đôi găng tay xuất hiện, thái cổ thần tí, tạo thành từ 2 cánh tay của dị thú thái cổ thông tí thần viên, chứa sức mạnh thần viên khổng lồ, rất hợp với ngươi. Thích Thiên im lặng, không nhận lấy. Ông lão nhìn sang Đạo Lăng, gọi một viên đá đen xuất hiện, thái cổ thần thạch, có thể gia tăng sức mạnh thần hồn. Dùng nó làm trung gian khi thi triển thuật pháp, không chỉ tăng sức mạnh lên gấp bội mà còn tiêu hao rất ít thần hồn. Đạo Lăng cũng không nhận lấy. Ông lão nhìn sang Thiên Khí, thoáng do dự rồi hỏi Diệp Huyên, người muốn dẫn y theo sao? Diệp Huyên liếc Thiên Khí, hỏi, có vấn đề gì sao? Ông lão thở dài, lai lịch y không đơn giản. Nếu đi theo ngươi, e rằng sau này sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Diệp Huyên cười, ta không sợ. Ông lão ra chiều không hiểu, vì sao? Diệp Huyên cầm thanh thái cổ thần kiếm lên, dù gì cũng phiền sẵn rồi, không phải lo. Ông lão! Nhân quả! Diệp Huyên hiểu rõ nếu không vượt qua được cửa ải trước mắt thì mọi thứ đều là mây bay. Phải vượt qua nó trước đã. Như nhớ ra điều gì? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, tiền bối, người nói lai lịch của Thiên Khí không đơn giản, có thể nói chi tiết hơn không? Ông lão lắc đầu, không được. Diệp Huyên. Ông lão nhìn Thiên Khí đang gặm thịt ở bên cạnh, nói với giọng điệu nặng nề, lai lịch của hắn ta thật sự không đơn giản, còn việc rốt cuộc hắn ta có lai lịch gì thì ta không thể nói với cậu được, vì ta không muốn rước họa vào thân. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão như nghĩ đến điều gì, ông ta mở lòng bàn tay, một chiến giáp xuất hiện. Ông lão trầm giọng nói, thái cổ thần giáp, thần trang phòng ngự mạnh nhất của thái cổ thần tộc ta. Ông ta vừa nói xong, chiến giáp đó chậm rãi bay đến trước mặt Thiên Khí. Nhưng Thiên Khí lại không hề nhúc nhích, trong mắt hắn ta chỉ có thịt mà thôi. Diệp Huyên vội nói, Thiên Khí, mau nhận lấy đi. Đây là bảo bối đấy. Thiên Khí lắc đầu. Không ăn được. Diệp Huyên đen mặt, huynh đúng là đồ tham ăn. Dứt lời, hắn cầm lấy thái cổ thần giáp đi tới trước mặt Thiên Khí, sau đó đặt vào tay hắn ta, sau này khi đánh nhau thì sử dụng thứ này, huynh sẽ trở nên mạnh hơn. Thiên Khí hơi do dự, sau đó hỏi lại, thật à? Diệp Huyên gật đầu, ta không lừa huynh đâu. Thiên Khí cũng gật đầu, sau đó nhận lấy chiến giáp, vừa cầm trong tay. Chiến giáp đã biến thành một tia sáng đen bay vào trong cơ thể hắn ta. Một khí thế đáng sợ đột nhiên dâng trào từ trong người Thiên Khí. Ông lão vung nhẹ tay phải, khí thế đó lập tức bị đánh tan. Ông lão đột nhiên mở tay phải, 4 chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt 4 người nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên xem thử, thầm kinh ngạc, bên trong mỗi chiếc nhẫn chứa đồ đều có khoảng 1 triệu trụ mạch. 1 triệu. Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn nhau, trong mắt 2 người đều chứa đựng sự khiếp sợ. Thái cổ thần tộc này hào phóng thế. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ tiền bối, ông hào phóng như thế khiến ta thấy hơi sợ. Ông lão cười đáp, sợ cái gì? Dù sao nhận được nhiều rồi ngược lại không phải lo sợ gì nữa, không phải sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Dứt lời, hắn nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ kia,
sau đó lại nói, tiền bối, ông muốn sau này bốn người chúng ta dẫn người của Thái Cổ thần tộc ông đi tới Thái Cổ thành đúng không? Ông lão gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, người trong tộc ông đâu? Ông lão nhìn Diệp Huyên, họ đang ở một nơi rất an toàn, sau này khi năng lực của cậu đạt đến một trình độ nhất định tự khắc sẽ có người đến tìm cậu, để cậu thực hiện ước hẹn hôm nay. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão khẽ mỉm cười, tiểu tử, chuyện của các cậu và Tiên Lăng, chúng ta không thể công khai giúp đỡ, nhưng có thể giúp đỡ trong âm thầm. Bây giờ, chúng ta có thể giúp các người đạt đến trên tuế nguyệt. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, trên tuế nguyệt là cảnh giới gì? Ông lão đáp, thoát khỏi tuế nguyệt. Dứt lời, ông ta vung tay phải, mấy chục hư ảnh xuất hiện. Ông lão trầm giọng nói, đây đều là tổ tông các đời của Thái Cổ thần tộc ta, bây giờ, chúng ta giao tất cả truyền thừa lại cho các cậu, còn việc có thể đạt tới trên tuế nguyệt trong thời gian ngắn hay không còn phải xem tạo hóa của các cậu. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, vậy Tiên Lăng. Ông lão đáp, ba ngày, chúng ta sẽ giúp các cậu kéo dài ba ngày sau, chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Xin lỗi, vì trạng thái của chúng ta bây giờ không thể khai chiến toàn diện với Tiên Lăng, chỉ có thể giúp các cậu trong khả năng cho phép thôi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão nói, vậy thì bắt đầu thôi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ba người Đạo Lăng, thi với nhau xem ai nhanh hơn. Đạo Lăng cười to, ta cũng có ý đó. Thích Thiên cũng gật đầu, được thôi. Ba người đột nhiên nhìn về phía Thiên Khí vẫn còn đang ăn thịt, Thiên Khí tỏ vẻ không thành vấn đề, thậm chí cũng không biết bản thân cần làm gì. Ba người nhóm Diệp Huyên hơi cạn lời. Tên này thờ ơ quá. Ông lão chợt nói, lập tức bắt đầu đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ông lão quay đầu nhìn linh hồn của tổ tông Thái Cổ thần tộc kia, gật đầu. Mọi người nhanh chóng truyền thừa cho bốn người Diệp Huyên. Vượt qua tuế nguyệt trong ba ngày. Thật ra bốn người đều thấy không tự tin, nhưng bây giờ họ hoàn toàn không có đường lui, không tự tin cũng phải nhắm mắt mà làm. Thiên Khí ở bên cạnh muốn rời đi, Diệp Huyên vội ngăn hắn ta lại, huynh làm gì đấy? Thiên Khí lắc đầu, không vui. Diệp Huyên đen mặt, huynh tu luyện theo lời họ trước, đợi đến khi tu luyện thành công, ta sẽ cho huynh ăn thịt. Rất nhiều thịt. Thiên Khí hơi do dự, sau đó nói, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật chứ? Thiên Khí lập tức đồng ý. Được, nói xong, hắn ta đi tiếp nhận truyền thừa. Diệp Huyên hơi cạn lời. Đây đúng là một tên tham ăn. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, cũng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Ông lão và Thái Cổ thần thụ kia rời khỏi đại điện, ông ta ngồi trên thềm đá, ngắm nhìn chân trời phía xa, im lặng không nói một lời. Thái Cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, đang lo lắng sao? Ông lão khẽ cảm thán, thiếu niên kia đúng là không đơn giản. Thái Cổ thần thụ gật đầu, cả bốn người đều không đơn giản. Ông lão cười khẽ nói, ngươi thấy thiếu niên cầm đầu, chính là người tên Diệp Huyên kia thế nào? Thái Cổ thần thụ im lặng một lúc rồi nói, mặt rất dày. Ông lão bật cười, chỉ thế thôi sao? Thái Cổ thần thụ lắc đầu cười khẽ, ý tộc trưởng là gì? Ông lão nhẹ giọng nói, ngươi có thấy ba người khác đều nghe lời người này không? Thái Cổ thần thụ im lặng. Ông lão lắc đầu, tiểu tử này trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thật ra rất tinh tế tỉ mỉ, biết nắm bắt lòng người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thế lực đứng sau người này cực kỳ không đơn giản, e rằng không thua gì thiếu niên Thiên Khí kia. Thái Cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, Thiên Khí là người của tộc đó sao? Ông lão gật đầu. Thấy thế, nét mặt của Thái Cổ thần thụ lập tức trở nên nặng nề, không ngờ hắn lại là người của tộc đó. Ông lão cười nói, ta cũng không ngờ, theo ta biết, năm đó tộc kia xuất hiện một thiên tài siêu cấp, chấn động một thời, tiếc là sau đó không biết vì lý do gì mà thiếu niên thiên tài đột nhiên biến mất. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, bây giờ xem ra Thiên Khí chính là thiếu niên có, mà hắn ta lại lưu lạc đến đây. Thái Cổ thần thụ trầm giọng nói, nếu hắn ta thật sự bị người khác hãm hại nên mới lưu lạc đến đây, vậy Diệp Huyên dẫn hắn ta theo. Ông lão nhẹ giọng nói, nhân quả rất lớn. Thái Cổ thần thụ im lặng. Ông lão chợt cười nói, Diệp Huyên này cũng rất có bản lĩnh,
Mấy người họ vốn phải tranh giành khí vận, nhưng hắn lại tập trung cả bốn lại với nhau, e rằng lần này Tiên Lăng sắp gặp phiền phức rồi. Thái cổ thần thụ nhíu mày, phiền phức, với thực lực của họ bây giờ, e rằng vẫn chưa đủ uy hiếp được Tiên Lăng. Ông lão cười nói, bây giờ đúng là không đủ, nhưng tương lai thì sao? Sự yêu nghiệt của bốn người này vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Tiếp tục quan sát đi. Thái cổ thần thụ đang định đáp lời thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi có ba khí thế chậm rãi xuất hiện. Thái cổ thần thụ híp mắt, trong mắt có ánh sáng hung ác lóe lên, nó muốn ra tay, nhưng lại bị ông lão ngăn cản. Ông lão cười nói chuyện mấy câu đã. Lúc này, Vân Sư, Kiếp Chủ và một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Người phụ nữ xinh đẹp quan sát ông lão, sau đó cười nói, chắc hẳn các hạ chính là Thái Cổ Nguyên tộc trưởng của Thái Cổ Thần tộc. Ông lão cười đáp, đúng thế. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười, Nguyên tộc trưởng, Tiên Lăng ta và Thái Cổ tộc ông không thù không oán, ta cảm thấy mọi người không cần thiết phải mâu thuẫn như thế, ông nghĩ sao? Thái Cổ Nguyên gật đầu, ta cũng thấy thế. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thái Cổ Nguyên, trên mặt vẫn còn vương ý cười, vậy mong Nguyên tộc trưởng giao bốn người kia ra, ta sẽ vô cùng biết ơn. Thái Cổ Nguyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta có giao dịch với thiếu niên kia, ba ngày sau, hắn sẽ rời khỏi chỗ của chúng ta. Ba ngày. Nghe vậy, người phụ nữ xinh đẹp híp mắt lại, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, ông nói thế là có ý gì? Thái Cổ Nguyên cười nói, không có ý gì cả, chỉ mong các hạ đợi ba ngày sau, thiếu niên kia sẽ rời khỏi chỗ chúng ta, khi đó, chuyện giữa các người và họ, các người tự giải quyết, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Người phụ nữ cười khẽ, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, ông đang đùa với ta à? Thái Cổ Nguyên cười to, nếu bà cảm thấy không ổn thì chiến đấu thôi. Chiến đấu? Nghe vậy. Nụ cười trên mặt người phụ nữ xinh đẹp dần trở nên lạnh lẽo, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, bốn người kia đã không còn tác dụng gì với các ông, nhưng lại có tác dụng rất lớn với chúng ta nhất định phải bắt được bốn người này. Thái Cổ Nguyên cười đáp, các hạ, khi nãy ta nói rồi, chúng ta giao dịch với họ, ba ngày sau, họ sẽ rời khỏi nơi này. Về ân oán giữa các người và họ, Thái Cổ thần tộc ta không có hứng thú nhúng tay vào. Đương nhiên nếu bà không muốn đợi ba ngày, thì bây giờ bà có thể ra tay. Nhưng ta phải nhắc nhở bà một điều, với thực lực của các hạ, nếu đánh nhau với ta, rất có khả năng sẽ bị ta đánh chết đấy. Sắc mặt của người phụ nữ xinh đẹp chợt trở nên hơi khó coi. Thái Cổ Nguyên. Người phụ nữ xinh đẹp không ra tay. Người trước mặt hoàn toàn không phải cùng thời đại với bà ta, người này là tộc trưởng của Thái Cổ thần tộc mạnh mẽ, thực lực chắc chắn phải hơn bà ta. Lúc này, Thái Cổ Nguyên bên dưới lại nói, ba ngày. Chỉ ba ngày thôi, tuy Thái Cổ thần tộc ta đã sa sút, nhưng Tiên Lăng không thể nể mặt một chút sao. Người phụ nữ xinh đẹp im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, được, ta sẽ cho các người ba ngày. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Thái Cổ Nguyên nhìn lên chân trời, khẽ mỉm cười. Ở chân trời, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp vô cùng khó coi. Vân Sư trầm giọng nói, chuyện này hơi kỳ lạ. Kiếp chủ gật đầu, rất không bình thường, đáng lý ra Thái Cổ thần tộc này không có lý do gì để giúp bọn họ cả. Nhưng mà, nói đến đây, gã nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp, Lam Tôn, chúng ta có thể không cho bọn họ ba ngày không? Người phụ nữ xinh đẹp im lặng một lát rồi nói, không thể xem thường Thái Cổ thần tộc này được. Dứt lời, bà ta xoay người nhìn lại, sau đó khẽ nói, ba ngày. Chỉ cho bọn họ ba ngày thôi, ta muốn xem trong ba ngày bọn họ có thể làm gì được. Một ngày sau, trong đại điện Thái Cổ, một khí thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Có người đột phá rồi. Diệp Huyên ở trong góc mở mắt ra, hắn nhìn về phía xa, khi thấy người đột phá, hắn thoáng sửng sốt. Không phải Đạo Lăng, cũng không phải Thích Thiên, mà là thiên khí kia. Hắn ta đột phá rồi. Ba người nhóm Diệp Huyên đều ngơ ngác. Phía xa, thiên khí đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, thịt, rất nhiều thịt. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời, không phải nhóc này muốn ăn thịt, cho nên mới nhanh chóng tu luyện đến mức thoát được tuế nguyệt đấy chứ. Diệp Huyên phải thừa nhận rằng giờ phút này hắn cũng khá kinh ngạc.
Thoát tuế nguyệt. Thiên khí chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi tới vậy mà đã đạt tới trình độ thoát tuế nguyệt. Điều này không chỉ đáng sợ bình thường thôi đâu. Đến mức khác thường luôn rồi. Lúc này, Thái Cổ Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, lão ta nhìn thiên khí, nói khẽ tính cách của hắn ta đơn thuần ngây thơ, mà càng đơn thuần thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Diệp Huyên trầm mặc. Giờ phút này, hắn bỗng nhớ tới một câu mà Tần Quan từng nói. Việc tu hành vốn không có chướng ngại, chỉ vì lòng người vẫn chưa tịnh, suy nghĩ quá nhiều nên mới thành ra chướng ngại. Rõ ràng tâm thái của thiên khí vô cùng đơn giản và thuần túy. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó lấy một cái đùi dê nướng đưa cho thiên khí. Thiên khí lập tức vui vẻ, nhận lấy rồi ăn nhồm nhoàm. Lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên cất lời, các ngươi cũng tăng tốc đi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi đấy. Diệp Huyên gật đầu. Tiếp tục truyền thừa. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trong đầu là truyền thừa của rất nhiều cường giả Thái Cổ tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt là thời gian đã mất đi, là quá khứ sao? Nói nghiêm túc thì cũng có thể coi là vậy. Dòng sông Tuế Nguyệt chính là sản phẩm của việc tích lũy thời gian đã trôi qua. Muốn thoát khỏi Tuế Nguyệt có khó không ư? Tất nhiên là rất khó. Bởi vì đầu tiên người đó sẽ phải triệt để khống chế được dòng sông Tuế Nguyệt, sau đó mới có thể thoát khỏi nó. Nhưng cũng may, trong số những truyền thừa kia có rất nhiều phương pháp tu luyện, chúng có thể giúp bọn họ nhanh chóng kiểm soát được dòng sông Tuế Nguyệt. Lúc này đây, Diệp Huyên bỗng hơi cảm khái. Tán tu căn bản không thể sánh được với các thế lực siêu cấp. Thế lực siêu cấp luôn có truyền thừa riêng, đối với bọn họ. Bao nhiêu cảnh giới khó đạt tới đều có các phương pháp tu luyện đặc biệt, còn tỉ mỉ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Giống một câu nói xưa kia, người cần cả đời để theo đuổi một thứ, nhưng người ta đã sở hữu sẵn ngay từ lúc sinh ra. Hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Diệp Huyên lắc đầu, thôi không suy nghĩ đến những chuyện này nữa mà chuyên tâm vào việc khống chế dòng sông Tuế Nguyệt. Lúc đang nghiên cứu về dòng sông thời gian, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Vì sao lại muốn tách rời Tuế Nguyệt? Tại sao lại không thể dung hợp cùng với nó? Nếu không tách thì bản thân chính là Tuế Nguyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên quyết định thử nghiệm. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã buồn bực, bởi vì hắn nhận ra mình không có cách nào dung hợp được với dòng sông Tuế Nguyệt, đối phương căn bản không để ý tới hắn. Giờ phút này, Diệp Huyên bỗng nhớ Kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên chắc chắn sẽ dung hợp với hắn. Nhưng Diệp Huyên cũng không định từ bỏ. Sau khi im lặng một lát, Diệp Huyên đột nhiên nói, dòng sông Tuế Nguyệt, ta biết ngươi có linh trí, nếu đã vậy thì chúng ta trò chuyện chút nhé. Không có lời đáp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại nói, theo ta được biết, tuy ngươi là Tuế Nguyệt nhưng vẫn không an toàn tuyệt đối, trên thế gian này có vô số đại năng thừa sức hủy diệt ngươi. Đúng chứ? Vẫn không nhận được lời đáp. Diệp Huyên tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi từng gặp muội muội ta rồi nhỉ. Tuế Nguyệt, nếu ngươi dung hợp với ta thì vận mệnh của hai chúng ta sẽ bị buộc chung lại với nhau, ta không chết thì sẽ chẳng một ai hủy diệt được ngươi. Nói cách khác, nếu ngươi chọn dung hợp với ta thì chỗ dựa của ta sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi. Tiếp tục im lìm. Diệp Huyên mỉm cười, nếu ngươi không bằng lòng, vậy coi như. Hắn còn chưa nói hết thì lại đột nhiên phát hiện dòng sông xung quanh khẽ dao động. Sau đó, không ngờ dòng sông Tuế Nguyệt lại chủ động dung hợp với hắn. Thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên vui sướng tột độ. Má nó! Thế mà lại được. Thật ra vốn dĩ hắn chỉ muốn lừa gạt chút thôi, nhưng không ngờ lại thành công. Quả nhiên, cuộc đời này luôn có rất nhiều niềm vui bất ngờ. Vui vẻ quá trời! Diệp Huyên nhanh chóng chủ động dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt. Trong khoảng thời gian đó, trong lòng hắn phấn khởi tột cùng. Hắn tựa như một con cá nhỏ, còn dòng sông Tuế Nguyệt lại là biển lớn. Lúc tiến vào biển lớn, hắn mới nhận ra rằng bản thân vô cùng nhỏ bé trong dòng sông Tuế Nguyệt. Rời khỏi Tuế Nguyệt là sao? Diệp Huyên chợt nhận ra một vấn đề, cái gọi là thoát không phải là vượt lên trên Tuế Nguyệt, chỉ là chủ thể không còn đính kèm với Tuế Nguyệt, chứ thực chất nó vẫn vô cùng nhỏ bé khi đứng trước Tuế Nguyệt mà thôi. Bởi vì sức mạnh Tuế Nguyệt tồn tại ở khắp mọi nơi. Thoát không phải là vượt qua. Cũng giống như một con cá ở trong biển lớn,
Lúc rời khỏi nơi đó, nó có thể nói rằng mình đã rời khỏi biển, chứ không thể nào tự nhận mình giỏi hơn biển được. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyên đột nhiên sáng tỏ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cách xung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt. Cứ như vậy cho tới ngày thứ ba. Trong đại điện, Đạo Lăng và Thích Thiên đồng thời mở bừng mắt, xung quanh cả hai phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhưng nó nhanh chóng bị cả hai thu lại trong phút chốc. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cười to, thoát Tuế Nguyệt rồi, dưới sự giúp đỡ của các vị tổ tiên thần tộc Thái Cổ, bọn họ đã thoát được Tuế Nguyệt. Dường như nghĩ tới điều gì đó, cả hai quay nhìn về phía Diệp Huyên cách mình không xa, lúc này Diệp Huyên vẫn đang ngồi im chẳng khác nào tăng sư nhập định. Cả hai cùng nhíu mày. Vẫn chưa đột phá sao? Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên cất lời, hiện giờ hai người cảm thấy thế nào? Diệp Huyên cong môi cười, có cảm giác kiểu mình vô địch. Ha ha! Thái Cổ Nguyên lắc đầu cười, bình thường thôi. Năm xưa lúc ta, thoát, Tuế Nguyệt lần đầu tiên cũng rất kiêu ngạo. Đạo Lăng khẽ hỏi, tiền bối, Diệp Huynh, hắn. Thái Cổ Nguyên nhìn Diệp Huyên một lát, im lặng không nói. Đạo Lăng và Thích Thiên liếc nhau, cùng cảm thấy nghi hoặc. Sao vẫn chưa đột phá vậy nhỉ? Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, hết giờ rồi. Diệp Huyên không đáp lời. Biểu cảm của Thái Cổ Nguyên cứng đờ, không phải thằng nhóc này tính chơi gian lận đấy chứ. Đạo Lăng ở một bên thoáng do dự, sau đó nói, tiền bối, có lẽ hắn đang ở vào thời điểm mấu chốt, có thể đợi thêm một lát được không? Thái Cổ Nguyên toan muốn lên tiếng thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói, tộc trưởng Thái Cổ Nguyên, thời gian 3 ngày đã hết. Thái Cổ Nguyên nghe thấy vậy lập tức trầm mặc. Hết giờ rồi. Lão ta nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn không có chút phản hồi nào. Đạo Lăng còn muốn nói tiếp thì Thích Thiên đột nhiên cất lời, tiền bối, ba huynh đệ chúng ta đi ngăn cản đám người đó, cứ để Diệp Huynh ở lại đây tiếp tục tu luyện nhé, ông thấy sao? Thái Cổ Nguyên im lặng. Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta đưa Diệp Huyên ra ngoài. Dứt lời, gã hành lễ với Thái Cổ Nguyên, ân tình hôm nay của Thái Cổ Tộc, bốn huynh đệ chúng ta khắc sâu trong lòng, sau này nếu Thái Cổ Tộc có cần gì? Bốn huynh đệ ta sẽ dốc hết khả năng tương trợ. Tiền bối, hẹn gặp lại sau. Nói rồi, hắn lập tức đưa Diệp Huyên rời đi. Đạo Lăng cũng hơi thi lễ, sau đó quay người đi theo. Thiên khí nhìn Thái Cổ Nguyên giây lát, sau đó lấy ra một miếng thịt nướng nhét vào trong tay lão ta, thế rồi cũng xoay người chạy đi. Thái Cổ Nguyên nhìn miếng thịt nướng trong tay, không biết nên khóc hay cười. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng cất lời, tộc trưởng. Thái Cổ Nguyên nói khẽ chúng ta chỉ có thể giúp bọn họ chừng đó thôi. Còn giúp thêm nữa thì sẽ đối mặt trực diện với Tiên Lăng. Nếu là trước kia, cho dù có đối mặt trực diện thì ta cũng chẳng hề e ngại. Nhưng hiện giờ... Dứt lời, lão ta khẽ lắc đầu, chúng ta đã xuống dốc rồi. Nếu thật sự cứng đối cứng với Tiên Lăng, mấy lão già chúng ta thì cũng thôi, nhưng còn những tộc nhân đang ẩn náu trong tối của chúng ta phải làm sao? Sau đó lão ta nhìn về phía xa, nói khẽ, năng lực hữu hạn, thiện duyên cũng nên có điểm dừng thôi. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, đã hiểu. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thái Cổ Thần Thụ nhìn ra ngoài, vậy Diệp công tử. Thái Cổ Nguyên im lặng một lát rồi nói, ta cũng nghi hoặc lắm. Dứt lời, lão ta nhìn ra ngoài, mong là bọn họ có thể chống đỡ được, nếu không thì sự đầu tư của chúng ta sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển. Ở bên ngoài, Đạo Lăng, Thích Thiên và Thiên Khí đưa Diệp Huyên ra ngoài thì đã bị ba luồng khí tức khủng khiếp phong tỏa xung quanh. Đó chính là Vân Sư và Kiếp Chủ, còn có cả kẻ cầm đầu Lam Tôn. Lam Tôn nhìn ba người Đạo Lăng, vẻ mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt Kiếp Chủ thì chòng chọc hướng về phía Diệp Huyên, rõ ràng không có ý tốt. Lam Tôn đánh giá ba người Đạo Lăng, sau đó trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, thoát Tuế Nguyệt. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Vân Sư và Kiếp Chủ lập tức trở nên khó coi. Không ngờ ba kẻ này lại thoát Tuế Nguyệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lam Tôn liếc nhìn cổ thần điện ở nơi xa, vẻ mặt âm trầm tới mức đáng sợ. Tất nhiên bà ta biết mấy người kia có thể làm được điều đó là nhờ có Thái Cổ Thần Tộc. Nếu không thì chắc chắn đám Diệp Huyên không thể nào thoát được Tuế Nguyệt chỉ trong khoảng thời gian ngắn tới vậy.
Kiếp chủ đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên phía xa, nói có vẻ hắn ta vẫn chưa đột phá. Lam Tôn quay sang hướng khác, nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa, nhíu mày, vẫn chưa đột phá. Ở bên dưới, Đạo Lăng đột nhiên cười nói, các vị, nói chuyện chút chứ. Lam Tôn nhìn Đạo Lăng, nói gì? Đạo Lăng cười đáp, ngươi cảm thấy bốn chúng ta thế nào? Vẻ mặt Lam Tôn vô cùng bình tĩnh, ngươi muốn nói gì? Đạo Lăng nghiêm túc nói, bà không cảm thấy chúng ta rất ưu tú sao? Thứ cho ta nói thẳng, ở bên ngoài không có bất cứ thiên tài hay yêu nghiệt nào xuất sắc hơn chúng ta. Các người nhằm vào chúng ta như thế, lỡ về sau chúng ta mạnh lên rồi trả thù, vậy thì có phải các bà sẽ gặp phiền phức rồi không? Lam Tôn gật đầu, quả đúng là vậy. Đạo Lăng nói liên hoàn, thế nên tại sao các bà lại nhằm vào chúng ta chứ? Nếu bây giờ các bà xin lỗi rồi bồi thường thêm chút đồ, vậy thì ân oán giữa hai bên coi như giải quyết xong. Bà thấy thế có được không? Lam Tôn nhìn Đạo Lăng, người đang muốn làm ta dao động à? Đạo Lăng. Lam Tôn lại nói, người cũng khá đấy, nếu để các ngươi tiếp tục phát triển thêm thì quả thật sẽ mang tới phiền phức lớn cho bọn ta. Bởi vậy, bọn ta nhất định phải tiêu diệt trước khi các ngươi kịp trưởng thành. Nói tới đây, bà ta lại liếc Đạo Lăng, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Giết, bà ta vừa dứt lời thì Vân Sư ở bên cạnh đã xông lên trước. Ở một bên, biểu cảm của Đạo Lăng cứng đờ. Thích Thiên khẽ thở dài, đồ ngốc nhà ngươi. Đã không có đầu óc cỡ Diệp huynh thì ngươi cũng đừng đòi bịa chuyện lừa người. Đạo Lăng. Lúc Vân Sư lao tới, trong mắt thiên khí bỗng lóe lên ánh sáng sắc lạnh, sau đó hắn ta lao thẳng về phía Vân Sư. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng khắp chân trời, sau đó, Vân Sư và thiên khí đồng thời lùi nhanh lại. Cả hai cùng lùi lại hơn mấy vạn trượng. Đến khi dừng lại được, Vân Sư nhìn về phía thiên khí, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, lòng thoáng kinh ngạc, bởi vì thiếu niên trước mắt quả thật có sức mạnh thân thể đáng gờm. Ở bên khác, Lam Tôn đột nhiên nói, đó là yêu thú, cẩn thận. Vân Sư khẽ gật đầu, sau đó biến mất khỏi vị trí đang đứng. Dẹt. Thời không ở hiện trường đột nhiên nứt vỡ. Ở nơi xa, trong mắt thiên khí lóe lên vẻ dữ tợn, hắn ta bỗng nắm chặt tay phải, sau đó đánh ra một quyền. Ầm ầm. Sau tiếng nổ lớn vang vọng, cả đất trời nhanh chóng nứt vỡ. Lần này, thiên khí đã lùi lại gần 10 vạn trượng, lúc hắn ta vừa dừng lại thì khoảng không sau lưng đột nhiên nứt ra. Ở nơi xa, Vân Sư nhìn thiên khí bằng vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục. Dứt lời, gã lao thẳng về phía thiên khí. Thiên khí bỗng nắm chặt tay phải, sau đó lao thẳng lên trời, đánh nhau với Vân Sư. Đối đầu. Một bên khác, Đạo Lăng nhìn Lam Tôn và Kiếp Chủ, sau đó hỏi, Thiên Huynh, Huynh chọn ai? Thích Thiên chỉ vào Kiếp Chủ ở phía xa. Biểu cảm của Đạo Lăng cứng đờ. Ai cũng nhìn ra được Lam Tôn kia đáng sợ hơn. Thích Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên vẫn đang tĩnh tọa đằng xa, sau đó nói, ánh mắt của Kiếp Chủ kia cứ hướng mãi về phía Diệp Huynh, rõ ràng là muốn giết Huynh ấy, phải cẩn thận. Đạo Lăng gật đầu. Nhìn về phía Lam Tôn ở chân trời, bà muốn đánh với ta không? Nếu không muốn thì có thể đánh với Thiên Huynh. Thích Thiên. Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ta muốn đánh với ngươi. Đạo Lăng khó hiểu hỏi, tại sao? Vẻ mặt Lam Tôn vô cùng bình tĩnh, ta ghét mấy kẻ không thực tế, thế nên ta muốn đánh chết ngươi. Dứt lời, bà ta đột nhiên biến mất khỏi nơi đang đứng. Ở nơi xa, đồng tử của Đạo Lăng đột nhiên co nhỏ. Y chắp tay trước ngực, trong chớp mắt, một hình vạn tượng pháp thân cao đến mấy vạn trượng liền xuất hiện sau lưng. Đối mặt với Lam Tôn đáng sợ này, y không dám chủ quan hay coi thường gì hết. Đạo Lăng đột nhiên hét to, chết đi. Lời vừa dứt, tay phải y đột nhiên đánh ra một trường. Ầm. Vạn tượng pháp thân cao mấy vạn trượng sau lưng y cũng vỗ xuống một trường. Ầm ầm. Không gian tại những nơi trưởng pháp đi qua trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Lam Tôn nhìn trưởng pháp kia, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ khẽ vung tay áo lên. Quỳnh! Bàn tay to đùng lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, Đạo Lăng lùi thẳng về sau mười mấy vạn trượng, lúc này, vạn tượng pháp thân khổng lồ phía sau đã biến mất hoàn toàn. Đạo Lăng sững người. Má nó chứ!
Mình vừa mới thoát tuế nguyệt xong đã bị dập cho tơi bời. Đạo Lăng nhìn về phía Lam Tôn đằng xa, vẻ mặt Lam Tôn vô cùng bình tĩnh, vạn tượng pháp thân, sao giờ này mà ngươi còn xài cái thứ cấp thấp như vậy? Thế mà lại gửi gắm tất thảy sức mạnh vào pháp thân, ngươi nghĩ cái quái gì thế? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Lam Tôn một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên nheo mắt lại, ngươi đừng nhìn ta muốn đánh nhau với kiếp chủ. Nói xong, gã lao thẳng về phía đám kiếp chủ. Vẻ mặt Đạo Lăng cứng đờ. Thấy vậy, Thích Thiên liền lao tới, kiếp chủ mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tới mức đáng sợ. Thật ra trước đây gã không yếu hơn Lam Tôn và Vân Sư bao nhiêu, còn bây giờ, gã yếu tới mức thế này là bởi gã từng bị Tần Quan hủy đi vạn kiếp chi thể. Nghĩ tới đó, gã liền cảm thấy đau lòng. Vạn kiếp chi thể đó là thứ mà gã phải tu luyện mấy vạn năm mới tạo thành. Vậy mà lại bị người phụ nữ kia phá hủy. Vừa nghĩ tới Tần Quan, đầu óc gã lập tức tê dại. Không nghĩ ngợi quá nhiều, kiếp chủ xông thẳng về phía Thích Thiên, trong chớp mắt, vô số lôi kiếp xuất hiện khắp bốn phía. Đối mặt với kiếp chủ, Thích Thiên không dám chủ quan lơ là chút nào. Trong số những người đang đánh nhau thì người thảm nhất là Đạo Lăng, từ đầu tới cuối y toàn bị Lam Tôn đập cho tơi bời. Lúc này Đạo Lăng gần như không còn sức đánh trả đành phải bị động chịu đòn. Về phần thiên khí cũng bị Vân Sư đè ra tần, tuy thân thể của thiên khí mạnh mẽ nhưng phương thức chiến đấu lại quá đơn giản, bởi vậy phải chịu thua thiệt trước cường giả như Vân Sư. Nhưng trong lúc nhất thời Vân Sư cũng chẳng làm gì được thiên khí, bởi vì thân thể của thiên khí quá mạnh. Nhất là hắn ta còn được Thái Cổ Thần tộc tặng bộ Thái Cổ Thần giáp. Thích Thiên đánh nhau với kiếp chủ nhưng cũng bị đối phương áp chế, suy cho cùng gã cũng vừa mới thoát tuế nguyệt. Vẫn chưa đủ khả năng sánh bằng cường giả cấp bậc như kiếp chủ. Thảm nhất vẫn là Đạo Lăng. Y chỉ thụ động chịu đòn mà thôi. Trong đại điện ở nơi xa, Thái Cổ Thần Thụ nói khẽ, hiện tại bọn họ vẫn chưa phải đối thủ của ba người Lam Tôn. Thái Cổ Nguyên im lặng. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ, Đạo Lăng sẽ bị Lam Tôn giết, nếu vậy thì Thích Thiên và Thiên Khí cũng không sống nổi. Thái Cổ Nguyên nhìn Diệp Huyên vẫn đang tính tọa ở đằng xa, không rõ nghĩ ngợi điều gì. Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu, dù Diệp Huyên có đột phá thì cũng vô ích, bốn người bọn họ liên thủ lại vẫn không phải đối thủ của ba người nhóm Lam Tôn. Thái Cổ Nguyên trầm mặc giây lát mới nói khẽ, phải xem số phận của họ thôi. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng, chúng ta không giúp thật sao? Thái Cổ Nguyên cười khổ, chúng ta giúp kiểu gì đây? Nếu chúng ta ra tay giúp đỡ thì tức là muốn khai chiến với Tiên Lăng, chúng ta của hiện giờ làm sao đấu lại Tiên Lăng chứ? Thái Cổ Thần Thụ thấp giọng thở dài. Thái Cổ Thần tộc hiện giờ quả thật không có chút vốn liếng nào để chống lại Tiên Lăng. Lúc này, Thái Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn chân trời đằng xa, nói khẽ kết thúc được rồi. Ầm ầm. Giữa tinh không xa xa đột nhiên vang lên tiếng ầm vang, sau đó, một bóng người nhanh chóng lùi lại. Đó chính là Đạo Lăng. Đạo Lăng lùi về sau tận mười mấy vạn trượng. Đến lúc dừng lại, khóe miệng y lập tức trào máu. Ở nơi xa, Lam Tôn nhìn Đạo Lăng, vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ ngươi không ổn rồi. Đạo Lăng lau máu ở khóe miệng, y nhìn về phía Lam Tôn đằng xa, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay giả vờ đánh ra một chiêu, ngay sau đó, giữa lông mày xuất hiện một khối thần thạch. Thái Cổ Thần Thạch. Nhất thời không gian xung quanh Đạo Lăng rung động. Đạo Lăng chậm rãi nhắm tay phải của mình, sau đó không chút do dự cưỡi mây bay lên trời. Trong chốc lát, tinh không như bùng nổ, nhờ Thái Cổ Thần Thạch giúp đỡ mà vạn tượng pháp thân hơn mấy chục vạn trượng liền xuất hiện sau lưng hắn. Vạn tượng pháp thân vừa mới xuất hiện, uy áp đáng sợ đang nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh không, ngay sau đó, mấy triệu dặm tinh không xung quanh đều chấn động mạnh, chẳng khác nào động đất, vô cùng đáng sợ. Ở nơi xa, Lam Tôn nhìn Đạo Lăng bằng vẻ mặt bình tĩnh, sức mạnh bản nguyên đến từ bản thân chứ ca phải bên ngoài. Đạo Lăng đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên đang tĩnh tọa bên dưới, run giọng nói, Diệp Huynh, Huynh còn cần bao lâu nữa? Cho ta câu trả lời chắc chắn đi. Diệp Huyên im lặng. Vẻ mặt Đạo Lăng cứng đờ, y không nói thêm gì nữa mà đột nhiên nhảy bật lên, dung hợp cùng vạn tượng pháp thân ở sau lưng mình. Trong chớp mắt. Vạn tượng pháp thân kia rung lên mãnh liệt, sau đó,
một luồng khí tức đáng sợ lập tức bao phủ xung quanh Lam Tôn ở đằng xa. Lông mày Lam Tôn nhíu lại, giờ phút này, cuối cùng bà ta cũng cảm nhận được đôi phần nguy hiểm. Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, người đang vận quá sức. Giữa tinh không, Đạo Lăng hít sâu một hơi, đúng là y đang vận quá sức, bởi y bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không làm vậy thì y căn bản không phải đối thủ của Lam Tôn. Y nhất định phải kéo dài thêm chút thời gian cho Diệp Huyên. Đạo Lăng thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía Lam Tôn đằng xa, trong mắt lóe lên chút hung ác, sau đó y biến mất khỏi vị trí đang đứng. Vạn tượng pháp thân cao mấy chục vạn trượng xuyên qua không trung, hướng thẳng về phía Lam Tôn. Sức mạnh cường đại dường như muốn nghiền nát cả vũ trụ, vô cùng đáng sợ. Ở nơi xa, Lam Tôn khẽ nheo mắt, bà ta đột nhiên mở bàn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng phẩy một cái. Xẹt. Thời không đột nhiên nứt vỡ, hắc quang phóng thẳng lên trời, đối đầu với vạn tượng pháp thân kia. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hắc quang lập tức bị chôn vùi, vạn tượng pháp thân rung mạnh rồi vỡ tan tành, sức mạnh khủng khiếp bỗng nhiên trào ra ngay hiện trường. Ầm ầm. Lam Tôn nhanh chóng lùi lại hơn mấy nghìn trượng. Còn Đạo Lăng thì lùi lại mấy chục vạn trượng, lúc y dừng lại được thì cũng phụt máu, cả người cực kỳ yếu ớt. Ở nơi xa, Lam Tôn liếc Đạo Lăng, ánh mắt thâm trầm. Phải công nhận rằng người trước mắt quả thật rất yêu nghiệt. Nếu là lúc thường thì đối phương không thể nào khiêu chiến vượt cấp với bà ta, Lam Tôn cũng từng rất xuất chúng giỏi giang, ngày nào mà chẳng khiêu chiến vượt cấp, nhưng còn người khác muốn vượt qua bà ta ư. Điều đó khó tới mức nào chứ? Vậy mà Đạo Lăng trước mặt lại có thể đánh một trận với bà ta. Ở nơi xa, Đạo Lăng lau máu tươi trên khóe miệng, rồi nhếch môi cười, thêm lần nữa lời vừa dứt, y đột nhiên bật người lên, đứng chắp tay trước ngực giữa tinh không, trong chốc lát, sau lưng hư ảnh đã xuất hiện sau lưng y đánh ra một trường, mấy chục hư tượng đồng loạt làm ra động tác tương tự. Lam Tôn ở đằng xa vẫn không lộ cảm xúc trên mặt, bà ta đột nhiên vung tay áo, cả tinh không nơi này dường như bị nhấc lên cao. Ầm ầm. Trong giây lát, một luồng sức mạnh khủng khiếp bao phủ tinh không, Đạo Lăng lập tức bị sức mạnh đó đẩy lùi hơn mấy chục vạn trượng, đến lúc y dừng lại được thì thân thể đã vỡ vụn, không chỉ vậy mà linh hồn cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Một chiêu vừa này suýt chút nữa đánh bay cả linh hồn của hắn. Đạo Lăng quay đầu liếc nhìn nơi xa, lúc này, thiên khí và thích thiên đều bị lép vế. Đạo Lăng lại nhìn về phía Diệp Huyên đang tĩnh tọa. Nói khẽ, Diệp huynh, nếu huynh còn không tỉnh thì chúng ta chỉ có thể đợi kiếp sau tiếp tục mối duyên huynh đệ này. Ở nơi xa, mặt Lam Tôn không chút cảm xúc, cho dù giờ hắn tỉnh thì thay đổi được gì. Dứt lời, bà ta chậm rãi nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh khủng khiếp nhanh chóng được ngưng tụ. Đạo Lăng hít sâu một hơi, nói khẽ, Diệp huynh, huynh hãy nói thật đi, có phải huynh tỉnh rồi không? Diệp Huyên không trả lời. Giọng Đạo Lăng run run, Diệp huynh, đừng đùa nhau nữa. Huynh mau dậy đi, nếu huynh không dậy thì chúng ta sẽ bị diệt gọn cả đám đó. Diệp Huyên vẫn không đáp lại. Đạo Lăng còn muốn nói thêm gì nữa thì Diệp Huyên đột ngột bật dậy. Thấy vậy, Đạo Lăng lập tức vui thấy rõ, Diệp huynh. Diệp Huyên liếc nhìn chân trời, nói khẽ ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn quay lưng rời đi. Đạo Lăng ngây ngẩn cả người. Lên tiếng, Diệp huynh, huynh muốn đi đâu? Diệp Huyên không quay đầu lại, ta tính đi bế quan tu luyện, Đạo Lăng huynh, huynh chặn đám kia giúp ta 3 ngày nữa ta sẽ quay lại tìm huynh. Nói rồi, hắn lập tức biến mất. Sắc mặt Đạo Lăng tái nhợt ngay tức thì, 3 ngày sau, huynh đến nhặt xác cho ta luôn đi. Đi thật rồi sao? Thấy Diệp Huyên biến mất không thấy, Đạo Lăng giống như sét đánh ngang tai. Ngẩn người tại chỗ. Xa xa, Lam Tôn kia nhếch miệng cười châm chọc, đây chính là người mà ngươi liều mạng bảo vệ. Ngươi! Nói đến đây, đồng tử mắt bà ta chợt co rụt lại, xoay người giơ cánh tay lên chắn. Ầm! Một mảnh kiếm quang bùng nổ từ trên cánh tay bà ta. Ầm vang! Lam Tôn lập tức bị lùi ra xa hàng vạn trượng. Mà bà ta vừa mới dừng lại, một tàn ảnh đột nhiên vút qua. Không phải Diệp Huyên, mà là Đạo Lăng. Một quyền ấn đánh thẳng mặt Lam Tôn. Trong mắt Lam Tôn hiện lên một tia tà khí, bà ta phất tay áo lên.
Âm đùng. Trước mặt bà ta, thời không lập tức bị sụp đổ mai một. Mà lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện phía sau bà ta mà không hề có dấu hiệu gì. Cơ thể Lam Tôn đột nhiên run lên, trực tiếp xuất hiện ở cách xa mấy vạn trượng. Nhất kiếm chảm không. Sau khi Lam Tôn dừng lại, bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên cách xa mấy vạn trượng đánh lén. Xa xa, Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Lam Tôn nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu, lại có hành vi như thế, chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Diệp Huyên hỏi lại, cảnh giới của ngươi cao như thế, lại đến cậy lớn bắt nạt nhỏ chúng ta, ngươi không thấy đáng xấu hổ sao? Lam Tôn cười khẽ, mồm mép lanh lợi. Vừa dứt lời, bà ta đột nhiên cách không chỉ tay về phía Diệp Huyên. Đùng! Một chỉ ấn đột nhiên thổi quét mà qua, đánh thẳng vào Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên rút kiếm chém một nhát. Ầm ầm. Chỉ ấn kia lập tức bị phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, Lam Tôn nhíu mày, ngươi. Ngươi vẫn chưa thoát khỏi tuế nguyệt. Diệp Huyên cười khẽ, thoát khỏi tuế nguyệt. Chỉ có loại phàm phu tục tử như ngươi mới tu cảnh giới, Diệp Huyên ta. Bất tu cảnh giới, hiểu không? Lam Tôn nhìn Diệp Huyên, cảnh giới bất tu. Ngươi là đang nói đùa sao? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh. Trước tiên đừng nói chuyện nữa, ngươi có thể giải quyết người phụ nữ đó trước, sau đó đến giúp đỡ không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thích Thiên ở xa xa, giờ phút này, Thích Thiên đang bị kiếp chủ đánh áp đảo, toàn thân Thích Thiên đã bị sét đánh cháy xém nhiều chỗ, có hơi thê thảm. Chỉ có thiên khí tốt hơn một chút. Bởi vì thân thể của hắn ta thật sự quá khủng bố. Tuy Vân Sư đánh áp đảo nhưng lại không làm gì được hắn ta. Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lam Tôn ở xa xa kia, bà ta cười nói, hắn ta nói không sai, người muốn cứu bọn họ, thì phải giải quyết ta trước. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng ở một bên, người còn đứng nhìn làm gì? Mau đi chữa thương trước đi. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó vội vàng gật đầu, được được. Diệp Huynh, Huynh cố lên. Nói xong, y xoay người biến mất ở xa xa. Diệp Huyên nhìn về phía Lam Tôn, trầm lặng. Giết chết người phụ nữ trước mặt này, có chút không thực tế. Tuy hiện tại hắn và dòng sông Tuế Nguyệt đã hoàn toàn dung hợp, nhưng là hắn vẫn chưa kịp học cách kiểm soát dòng sông Tuế Nguyệt này một cách triệt để. Hiện tại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản người phụ nữ này. Nhưng tiếp tục kéo chân bà ta như vậy, Thích Thiên và thiên khí sẽ rất nguy hiểm. Liều mạng. Nếu liều mạng có tác dụng, hắn khẳng định sẽ liều mạng, nhưng vấn đề là, cho dù hắn liều mạng, hiện tại cũng không thể giết nổi người phụ nữ này. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mở lòng bàn tay ra, lệnh huyền thiên xuất hiện trong tay hắn, hắn lập tức thúc giục lệnh huyền thiên, ngay sau đó, ông lão đeo mặt nạ xuất hiện ở trước mặt hắn, khi nhìn thấy ba người đám Lam Tôn, ông lão đeo mặt nạ nhất thời cả kinh, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên mỉm cười, đừng lo, ta không phải bảo ngươi đến giúp đánh nhau. Ông lão đeo mặt nạ vẫn rất lo lắng, đối với Diệp Huyên, ông ta vẫn luôn không quá tin tưởng hắn. Diệp Huyên nói, phát giúp ta một lệnh truy nã, chỉ cần có thể giết được người phụ nữ trước mặt ta đây, ta sẽ cho người đó 100 vạn trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ do dự, sau đó nói, Diệp công tử, ta có thể giúp cậu phát lệnh truy nã này. Nhưng trước tiên ngươi phải thật sự có 100 vạn trụ mạch. Nói xong, ông ta dừng một chút, lại nói, bắt buộc phải có, bằng không, sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu cho tiên bảo các của ta. Diệp Huyên cười nói, ông cho rằng ta không có. Ông lão đeo mặt nạ vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không phải ý này, chỉ là quy tắc. Diệp Huyên bấm tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt ông lão đeo mặt nạ, trong nhẫn chứa đồ chính là 100 vạn trụ mạch. Ông lão đeo mặt nạ sau khi thu hồi nhẫn chứa đồ nói, Diệp công tử chờ chút. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Xa xa, Lam Tôn cười nhạo một tiếng, 100 vạn trụ mạch. Giết ta, Diệp Huyên, ta bây giờ rất nghi ngờ, đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Diệp Huyên sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, Diệp công tử, có người liên hệ ta. Muốn giết người phụ nữ này, cần ít nhất 300 vạn trụ mạch. 300 vạn.
Diệp Huyên nhăn mày, không suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng và Thích Thiên ở xa xa, giao hết trụ mạch ra đây. Thích Thiên và Đạo Lăng không có chút do dự, vội vàng lợi dụng truyền tống thời không, giao nhẫn chứa đổ đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên lập tức đặt hai chiếc nhẫn chứa đổ vào trong tay ông lão đeo mặt nạ. Ông lão đeo mặt nạ liền xoay người rời đi. Xa xa, Lam Tôn nhíu mày, người vậy mà lại có nhiều trụ mạch như vậy. Nói xong, bà ta từ từ nắm chặt tay phải, đúng lúc này, đồng tử mắt bà ta chợt co rụt lại, xoay người, đánh một quyền ra. Ầm ầm. Thời không trước mặt Lam Tôn đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, Lam Tôn liên tục lùi mạnh về sau mấy vạn trượng, mà lúc này, một tàn ảnh lao về phía Lam Tôn. Khí thế mạnh mẽ, xa xa, Lam Tôn trong lòng sợ hãi không dám sơ suất, bà ta mở lòng bàn tay ra, một chốc ô bỗng nhiên xuất hiện trong tay bà ta, ngay sau đó, bà ta mở ô, giơ ra phía trước. Một trường ấn đột nhiên đánh lên trên chiếc ô. Ầm vang. Chiếc ô đột nhiên nổ tung, sau đó Lam Tôn bị đánh lùi ra xa hàng chục vạn trượng, mà bà ta vừa dừng lại, vùng tinh vực phía sau bà ta lập tức mai một. Cùng lúc đó, tàn ảnh kia lại lao đến trước mặt bà ta. Tốc độ thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Nhanh đến mức cho dù là Diệp Huyên hiện tại cũng không thể nắm bắt quỹ đạo của đối phương một cách chính xác. Quả thật khủng bố. Xa xa, Lam Tôn thấy tàn ảnh kia lao đến trước mặt bà ta, sắc mặt bà ta nhất thời biến đổi, tốc độ của đối phương rất nhanh, hai tay bà ta chợt nắm chặt lại, một luồng lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể bà ta. Ầm ầm. Lấy Lam Tôn làm trung tâm, bốn phía xung quanh bà ta đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt một luồng uy áp cùng lực lượng khủng bố thổi quét cả tinh không. Ầm. Từ trong tinh không một tàn ảnh bỗng nhiên lùi mạnh về sau một cách điên cuồng. Chính là Lam Tôn kia. Trong quá trình lùi lại, tàn ảnh kia lại xuất hiện trên đầu bà ta, tiếp theo, hắn ta đạp mạnh xuống. Đùng. Lam Tôn rơi thẳng từ trên tinh không xuống. Trong thời gian ngắn, bà ta đã đập vào mặt đất phía dưới, sau đó đập ra một vực sâu khổng lồ ở mặt đất. Nhưng ngay sau đó, Lam Tôn nhảy ra từ trong đó, nhưng vừa ra, tàn ảnh kia lại xuất hiện trên đầu bà ta, sau đó lại đạp một cước xuống. Ầm vang. Lam Tôn lại bị một cước này đạp vào trong vực sâu vô tận kia một lần nữa. Mà lúc này, xa xa trong tinh không Vân Sư đột nhiên dừng lại. Ông ta lập tức xoay người xông đến trước mặt bóng đen kia, rõ ràng là muốn giảm bớt áp lực cho Lam Tôn trước. Bóng đen kia đột nhiên xoay người, đánh một quyền ra. Ầm vang. Vân Sư trực tiếp bị một quyền này đánh lùi xa đến mười mấy vạn trượng. Vân Sư vừa dừng lại, thân thể đã nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Vân Sư hơi ngẩn người, khủng bố như vậy. Vân Sư nhìn về phía bóng mờ ở xa xa kia. Run giọng nói, người rốt cuộc là ai, người có biết, chúng ta là người của Tiên Lăng. Xa xa, bóng mờ kia không thèm để ý ông ta, bay thẳng xuống dưới vực sâu. Hiển nhiên là muốn xử lý Lam Tôn kia. Một bên, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía thiên khí, cùng xông lên. Nói xong, hắn bay thẳng về phía Vân Sư. Nhìn thấy Vân Sư bị thương, hắn rất vui mừng, hiện tại Lam Tôn bị giữ chân. Đây chính là thời cơ tốt để giết Vân Sư và kiếp chủ. Tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh, trực tiếp chém một đạo kiếm quang về phía Vân Sư kia, mà khi thiên khí nghe thấy lời của Diệp Huyên, hắn ta cũng lập tức lao về phía Vân Sư. Vân Sư thấy hai người Diệp Huyên xông đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta vẫn kiêng dè với Diệp Huyên và thiên khí này, đặc biệt là Diệp Huyên, mới vừa rồi hắn thế nhưng còn có thể giao đấu với Lam Tôn lâu như vậy. Hơn nữa, hiện giờ bản thân ông ta còn bị trọng thương. Không chút do dự, Vân Sư lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ của ông ta cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên và thiên khí đều sững người. Đã chạy rồi. Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếp chủ, ngay khi Vân Sư bắt đầu chạy trốn, kiếp chủ kia đã thoát khỏi trận chiến, sau đó biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên nhìn một màn này, sắc mặt nhất thời tối sầm. Mẹ nó! Bọn người kia đánh không lại liền bỏ chạy, thật là một chút khí phách cũng không có. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhìn xuống vực sâu phía dưới, trong lòng có chút nghi hoặc, Lam Tôn đã chết chưa? Đúng lúc này,
một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, chính là bóng mờ lúc trước kia. Diệp Huyên nhìn bóng mờ trước mặt, trong lòng thầm đề phòng. Cho dù đối phương đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng nhìn không rõ được dung nhan của đối phương. Bóng mờ đột nhiên nói, chạy thoát rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên nhíu mày, thế nhưng để người phụ nữ kia chạy thoát rồi. Lúc này, ông lão đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta trả 300 vạn trụ mạch lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó lấy ra 50 vạn trụ mạch đưa cho bóng mờ ở phía xa, cái này cho ngươi. Bóng mờ nhìn Diệp Huyên, không cần, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không lấy một xu. Diệp Huyên mỉm cười, đây là trả công ngươi đã vất vả. Bóng mờ trầm lặng một lát, nói, nguyên tắc của ta. Nói xong, hắn ta xoay người trực tiếp biến mất ở phía cuối chân trời. Nguyên tắc. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, tiền bối, hắn ta là ai vậy? Ông lão đeo mặt nạ nói, cậu từng gặp qua. Diệp Huyên trầm giọng nói, xá thần. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu. Diệp Huyên có chút tò mò, hắn ta có lai lịch thế nào? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao cũng rất thần bí. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta cần tất cả tư liệu về Tiên Lăng. Ông lão đeo mặt nạ nhất thời có hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, rất khó xử. Ông lão đeo mặt nạ vội vàng lắc đầu, không. Nói xong, ông ta lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Huyên, Diệp công tử, vừa rồi ta do dự, không có ý gì khác, chỉ là không muốn đả kích Diệp công tử. Đám người kiếp chủ không đáng sợ chính là Tiên Lăng phía sau bọn họ, thực lực của Tiên Lăng này. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão đeo mặt nạ, ta ghét nhất là người khác nói cái gì người phía sau với ta. Phía sau ta cũng có người, nhưng ta có kiêu căng ngạo mạn không? Nói xong, hắn hử lạnh một tiếng, bọn họ nên cảm thấy may mắn vì Diệp Huyên ta không muốn làm một vua dựa dẫm, bằng không, ta đã dựa cho vũ trụ này không còn nữa rồi, ông tin không? Ông lão đeo mặt nạ hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, lão hủ nhiều lời. Nói khoác không phải một chuyện tốt, ngươi, đừng khoác lác linh tinh. Diệp Huyên nói một cách nghiêm túc, lần này, ta không nói khoác. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, ta hiểu, hiểu. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên cạn lời. Không nói lung tung với ông lão này nữa. Hắn mở quyển trục ông lão đeo mặt nạ đưa cho hắn ra, vừa nhìn, biểu cảm của hắn lập tức cứng đơ. Một bên, Đạo Lăng đã đi tới, nhìn thấy biểu cảm của Diệp Huyên, y có chút tò mò, Diệp Huynh, làm sao vậy? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Huynh tự xem đi. Nói xong, hắn đưa quyển trục cho Đạo Lăng vừa nhìn, giống như Diệp Huyên, biểu cảm cũng lập tức đóng băng. Thích Thiên cũng đã đi tới, gã nhận lấy quyển trục nhìn. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiên Lăng. Người thoát khỏi tuế nguyệt, 980 người. 980 người. Khi nhìn đến câu này, ba người đều ngớ người. Cái gì đây? Người thoát khỏi tuế nguyệt, 980 người. Đây còn chưa phải trọng điểm là, trong Tiên Lăng còn có cường giả siêu cấp khủng bố trên người thoát khỏi tuế nguyệt. Thật ra, ba người bọn họ đã muốn không còn hứng thú xem những cường giả phía sau là gì nữa. 980 người thoát khỏi tuế nguyệt. Những cường giả này đã đủ để đánh chết bốn người bọn họ. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão đeo mặt nạ, tình báo này, không sai chứ. Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, không. Diệp Huyên có chút tò mò, nếu bọn họ khủng bố như vậy, vì sao chỉ phái một vài cường giả như vậy đến giết chúng ta? Hơn nữa, còn không phải cường giả cao nhất đến. Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, về những điểm mà Diệp công tử nói, chúng ta đã đặc biệt điều tra, chúng ta phát hiện, không phải toàn bộ Tiên Lăng đều nhằm vào Diệp công tử, mà chỉ là một vài nhân vật cá biệt trong Tiên Lăng. Diệp Huyên nhíu mày, nhân vật cá biệt. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, trong Tiên Lăng cũng có một vị có khí vận đại đạo, địa vị của người này trong Tiên Lăng cực kỳ cao, thậm chí có thể là lăng chủ tiếp theo của Tiên Lăng. Phía dưới có người muốn lấy lòng người này, bởi vậy, chủ động phái người tới tìm các cậu, muốn giết chết các cậu, để lấy lòng người kia. Nghe vậy, sắc mặt của ba người nhất thời tối sầm lại. Thật sự là không nói võ đức.
Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, Diệp công tử, thật ra nếu việc này đã không phải ý của lăng chủ Tiên Lăng, cũng không phải ý của vị kia, ta cảm thấy, việc này không to không nhỏ, cậu có thể để các chủ ra mặt hòa giải cho các cậu. Tiên Lăng thế mạnh, không cần thiết phải đấu với bọn họ đến cùng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, hòa giải. Bọn họ 5 lần 7 lượt đến giết chúng ta còn phải đi cầu xin bọn họ. Ông lão đeo mặt lạ hơi do dự, sau đó nói, chủ yếu là hiện tại các cậu không thể đánh lại người ta. Diệp Huyên trầm lặng. Hòa giải. Diệp Huyên lắc đầu, cơn tức này, ta không nuốt xuống được. Không thể đánh lại. Không sao cả, đánh không lại, có thể chạy, sau một thời gian trổ mã lại quay lại đánh. Đánh không lại, cầu xin tha thứ. Điều này không thể được. Diệp Huyên hắn không cần mặt mũi, không phải là không cần tôn nghiêm. Ông lão đeo mặt nạ trầm giọng nói, Diệp công tử, vậy cậu dự định làm thế nào? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cười nói, nếu không phải cả Tiên Lăng nhằm vào chúng ta sợ cái gì? Dù sao, bọn họ cũng là lén lút, không phải sao? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, nói là nói như vậy, nhưng là, nếu các cậu giết bọn họ, sự việc sẽ thành lớn. Về sau sẽ có một loạt phiền phức không ngừng. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng và Thích Thiên, các người thấy thế nào? Đạo Lăng trầm lặng. Thích Thiên nói, lý trí nói với ta, chúng ta nên cầu hòa. Nhưng nội tâm lại nói với ta, nên đánh bọn họ. Diệp Huyên cười ha ha, vậy huynh nghe theo lý trí hay là nội tâm? Thích Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, nghe Diệp Huynh. Diệp Huyên, Đạo Lăng cũng nói, Diệp Huynh đưa ra quyết định đi. Diệp Huyên gật đầu, ta quyết định tiếp tục đấu cùng bọn chúng. Hai nguyên nhân, thứ nhất, đám người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chắc chắn vẫn sẽ đến giết chúng ta. Thứ hai, nếu chúng ta đi cầu xin Tiên Lăng này, nói khép nép này, ta thật sự không làm được. Thích Thiên gật đầu, ta cũng không làm được. Đạo Lăng cười nói, vậy thì tiếp tục đấu với bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, đánh là xong. Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, Huynh không phải thoát khỏi Tuế Nguyệt, nhưng thực lực của Huynh còn mạnh hơn so với bọn ta, đây là vì sao? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt cũng lộ vẻ tò mò. Diệp Huyên cười nói, ta không thoát khỏi Tuế Nguyệt, mà là dung hợp với Tuế Nguyệt. Thích Thiên nhíu mày, dung hợp với Tuế Nguyệt. Diệp Huyên gật đầu, nói xong, hắn chia sẻ tất cả những gì mình tu luyện giác ngộ ra với Thích Thiên và Đạo Lăng. Đáng tiếc là, Thích Thiên và Đạo Lăng không thể dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, bởi vì dòng sông Tuế Nguyệt căn bản không quan tâm bọn họ. Nhưng, điều này cũng khiến hai người thu hoạch được không ít. Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đều vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa ổn, việc cấp bách bây giờ là mau chóng củng cố cảnh giới của mình. Thích Thiên gật đầu, được. Ba người bọn Diệp Huyên liền tu luyện tại chỗ, mà Thiên Khí lại không tu luyện, y ở một bên ăn thịt. Đối với người này, ba người Diệp Huyên đều có chút bất đắc dĩ, người này, ham thịt như mạng. Không quan tâm Thiên Khí, ba người bọn Diệp Huyên bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Chấm chấm chấm. Trong Thái Cổ Thần Điện. Thái Cổ Nguyên cười khẽ, không ngờ tới, bọn họ vậy mà còn sống. Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu cười, tên kia, thế nhưng dùng tiền giết Lam Tôn, mà thật sự không ngờ là, thế nhưng thật sự có người dám nhận. Thái Cổ Nguyên gật đầu, biết người vừa rồi là ai không? Thái Cổ Thần Thụ lắc đầu, cười khổ, tộc trưởng, ta đã muốn rất nhiều năm chưa ra ngoài rồi. Ta có thể biết một vài người và thực lực ngày trước, nhưng những người xuất hiện sau này. Nói xong lại lắc đầu, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Đã rất nhiều năm chưa ra ngoài rồi. Mà Thái Cổ Thần Tộc cũng đã sắp bị người đời lãng quên rồi. Thái Cổ Nguyên trầm lặng một lát, sau đó nói, lát nữa người gửi tiếp cho bọn họ mỗi người 100 vạn trụ mạch. Thái Cổ Thần Thụ sững sờ vì sao? Thái Cổ Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ta quyết định tăng đầu tư. Thái Cổ Thần hơi do dự, sau đó nói, tộc trưởng, trụ mạch này, cho dù là chúng ta, cũng không có nhiều. Người trong tộc rất cần chúng. Thái Cổ Nguyên lắc đầu, ngươi lầm rồi. Hiện tại Thái Cổ Thần tộc ta cần không phải là những tiền tài này, thứ bọn họ cần chính là cơ duyên lớn. Nếu không có cơ duyên, cho dù chúng ta có nhiều tiền tài thế nào, cũng không thể quay về Thái Cổ Thành,
Thái cổ thần thụ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong thì xoay người rời đi. Thái cổ nguyên nhìn về xa xa phía chân trời, nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ là cơ hội cuối cùng của thái cổ thần tộc ta chứ. Chấm chấm chấm. Bên ngoài thái cổ thần điện. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong không trung, cả người giống như lão tăng ngồi thiền. Sử dụng dòng sông Tuế Nguyệt. Lúc trước khi vừa đột phá, bởi vì đám người Lam Tôn, nên hắn còn chưa kịp kiểm soát dòng sông Tuế Nguyệt này. Dòng sông Tuế Nguyệt đã dung hợp với hắn, theo lý thuyết, chỉ cần hắn muốn, có thể lấy Tuế Nguyệt chi lực một cách tùy ý. Hiện tại hắn chính là muốn thực hành. Không thể không nói, sau khi dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, Diệp Huyên phát hiện, khi hắn vận dụng Tuế Nguyệt chi lực càng được như ý hơn. Đáng tiếc, không có kiếm Thanh Huyên, bằng không, với thực lực hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn có thể chém giết Lam Tôn kia một cách dễ dàng. Kiếm Thanh Huyên. Tiểu Tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười, không thể không nói, hắn vẫn là có chút nhớ nhưng hai nhóc này. Diệp Huyên lắc lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm trong đầu, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian dần dần trôi đi. Sau khi hoàn toàn dung hợp với dòng sông Tuế Nguyệt, Diệp Huyên bắt đầu thúc giục toàn bộ dòng sông Tuế Nguyệt, với sức mạnh của hắn, muốn thúc giục cả dòng sông Tuế Nguyệt rất không thực tế, nhưng là, nếu là dòng sông Tuế Nguyệt chủ động phối hợp thì sao? Nhưng mà, cho dù dòng sông Tuế Nguyệt chủ động phối hợp, hắn cũng chỉ có thể thúc giục dòng sông Tuế Nguyệt trong phạm vi trăm vạn trượng. Đây là giới hạn hiện tại của hắn. Có điều như vậy đã rất khủng bố. Hắn có thể điều động dòng sông Tuế Nguyệt trong phạm vi trăm vạn trượng. Tuy hiện tại hắn không phải thoát khỏi Tuế Nguyệt, nhưng hắn còn khủng bố hơn cả thoát khỏi Tuế Nguyệt. Diệp Huyên hít sâu một hơi, có chút kích động, hắn hiện tại có thể thúc giục Tuế Nguyệt chi lực trong phạm vi trăm vạn trượng, nếu chỉ có Tuế Nguyệt chi lực cũng không khủng bố như vậy, nhưng nếu là dung hợp với kiếm kỹ của hắn. Vậy thì không phải khủng bố bình thường nữa. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng và Thích Thiên ở xa xa, giờ phút này, hơi thở của hai người cũng đã mạnh hơn trước ít nhất mấy lần. Rất hiển nhiên, hai người đều đã hoàn toàn củng cố được cảnh giới của mình. Hiện tại nếu hai người đấu với kiếp chủ lần nữa, nhất định có thể thắng. Lúc này hai người cũng nhìn về phía Diệp Huyên, Đạo Lăng cười nói, Diệp Huynh. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta phải phối hợp. Đạo Lăng hỏi, giống như lúc trước. Diệp Huyên gật đầu, bốn người chúng ta liên kết phối hợp, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Lam Tôn trong chớp mắt, nhưng nếu đánh đơn độc, bất kỳ ai trong bốn người chúng ta cũng đều không thể giết bà ta, cho nên, lần sau gặp người của Tiên Lăng, các huynh nhìn ánh mắt ta làm việc. Đạo Lăng gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía thiên khí ở một bên, phải cả thiên khí nữa. Đạo Lăng và Thích Thiên nhìn thoáng qua thiên khí, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, thái cổ thần thụ đột nhiên xuất hiện, ông ta mở lòng bàn tay ra, bốn chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến trước mặt bốn người Diệp Huyên. Mỗi nhẫn chứa đồ đều có 100 vạn trụ mạch. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ông đây là. Thái cổ thần thụ cười nói, tộc trưởng bảo ta cho các ngươi, nói các ngươi hiện tại hẳn là rất thiếu thứ này. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn hiểu được ý của thái cổ tộc. Diệp Huyên không từ chối, nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, vẫn mong tiền bối chuyển lời đến thái cổ nguyên tộc trưởng, hôm nay thái cổ tộc giúp đỡ, ngày sau bốn huynh đệ ta nhất định sẽ báo đáp. Thái cổ thần thụ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, chúng ta phải đi rồi, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền dẫn theo ba người đám Đạo Lăng rời đi. Thái cổ thần thụ nhìn phía chân trời, trầm lặng không nói, không biết suy nghĩ điều gì. Chấm 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 chấm. Trong một tinh không, bên cạnh Diệp Huyên, Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, chờ. Đạo Lăng nhíu mày, chờ ai? Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, chờ đám người Lam Tôn kia, nếu ta không đoán nhầm, bọn họ khẳng định sẽ lập tức đến tìm chúng ta. Nhớ kỹ. Chỉ cần bất kỳ một người nào trong bọn họ xuất hiện, lập tức khai chiến, không cần nói nhiều lời, giết trước nói sau. Giết xong rồi nói chuyện, đây là phong cách làm việc về sau của chúng ta. Đạo Lăng gật đầu, được. Đúng lúc này, thời không trước mặt cách bọn họ không xa bỗng nhiên rung động, ngay sau đó,
một đạo lôi quang xuất hiện, tiếp đó, kiếp chủ xuất hiện, gã vừa xuất hiện đang muốn nói chuyện, bốn người Diệp Huyên đột nhiên cùng xông lên. Kiếp chủ mặt đầy ngơ ngác, cái gì vậy, lão tử còn chưa nói chuyện mà. Nhìn thấy bốn người Diệp Huyên, sắp ra tay, kiếp chủ đứng đầu không hề do dự, lập tức quay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi tinh không. Hiện tại lại biến thành bốn người Diệp Huyên ngơ ngác. Chơi kiểu gì vậy chứ? Chạy trốn dứt khoát như vậy. Bốn người Diệp Huyên cũng có phần cạn lời. Thật ra, bây giờ kiếp chủ đã biết rõ một chuyện, gã căn bản không thể chống đỡ nổi bốn người Diệp Huyên sau khi đã đột phá. Lấy một chọi bốn. Đừng nói là bây giờ, cho dù khi vạn kiếp chi thể của gã vẫn còn, gã cũng không đánh lại được bốn người Diệp Huyên liên thủ bây giờ, huống hồ là hiện tại. Vì vậy, gã quả quyết lựa chọn bỏ chạy. Không chạy mới là tên ngốc. Trong sân, Đạo Lăng thấp giọng nói, Diệp Huynh, tên này không chịu đánh với chúng ta. Vẻ mặt Diệp Huyên cũng có chút khó coi, kẻ địch bây giờ sao lại thông minh vậy chứ? Đầu tiên là Thích Thiên lập tức quỳ xuống kia, bây giờ là kiếp chủ vừa thấy tình hình không đúng là bỏ chạy. Chẳng lẽ là do bút đại đạo không bị trấn áp? Nhưng mà vậy cũng bình thường thôi. Bọn họ không đánh lại thì đều biết chạy, người khác chắc chắn cũng sẽ biết. Thích Thiên trầm giọng nói, bọn họ sẽ quay lại không? Diệp Huyên gật đầu, có lẽ là có. Thích Thiên nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, chi bằng, chúng ta đến thẳng Tiên Lăng. Diệp Huyên cười nói, đến Tiên Lăng làm gì? Thích Thiên thấp giọng nói, Tiên Lăng không phải cũng có một vị có khí vận đại đạo sao? Chúng ta trực tiếp đến tìm hắn, mọi người cạnh tranh công bằng. Diệp Huyên lắc đầu, không thể đi. Thích Thiên có phần không hiểu, tại sao? Diệp Huyên nói, tìm được đối phương, sau đó thì sao? Thích Thiên trầm giọng nói, mọi người cạnh tranh công bằng. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, nhỡ đâu đối phương không cạnh tranh công bằng với ngươi thì sao? Mà dù đối phương nguyện ý, nhỡ đâu Tiên Lăng không đồng ý thì sao? Thích Thiên trầm mặc. Diệp Huyên lắc đầu, nếu cược thua, chúng ta cũng có thể tiêu luôn rồi. Thích Thiên cười khổ, nhưng bây giờ như vậy, chúng ta cũng có phần bị động. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy bây giờ rất tốt, vì chúng ta không cần đối mặt với Tiên Lăng, chúng ta có thể dùng mấy người Lam Tôn làm đá mài đao. Thích Thiên khẽ nheo mắt, đá mài đao. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ chúng ta đã đột phá, nếu còn muốn thăng cấp, cách tốt nhất chính là chiến đấu. Nếu có thể giết, thì cứ giết, không thể giết. Vậy thì dùng bọn họ để rèn luyện. Thích Thiên. Diệp Huyên bỗng nói, đi, chúng ta đi vào trong dòng sông Tuế Nguyệt. Nói xong, hắn lập tức đưa ba người đi vào dòng sông Tuế Nguyệt. Hiện tại hắn và dòng sông Tuế Nguyệt đã hợp nhất một thể, vì vậy, hắn có thể tự do ra vào dòng sông Tuế Nguyệt này. Tại Tuế Nguyệt Thành. Tuế Nguyệt Thành từng bị Tần Quan phá hủy, không biết là ai đã xây lại. Khi mấy người Diệp Huyên đến Tuế Nguyệt Thành, mười mấy thần thức trong tối bỗng lướt qua bên người bọn họ. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía xa, tiếp đó, hắn lập tức đưa ba người Thích Thiên biến mất nơi chân trời phía xa. Không lâu sau, bốn người Diệp Huyên đã đến bên bờ sông, chỗ bờ sông này có một viện nhỏ, trước viện có một vườn rau nhỏ, mà trong vườn rau lại có một ông lão gầy gò đang làm cỏ. Diệp Huyên đi đến trước vườn rau, khẽ cười, tiền bối. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, tiếp tục làm cỏ. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chúng ta có thể tâm sự không? Ông lão lạnh nhạt nói, tâm sự gì? Diệp Huyên nhìn ông lão, tâm sự chuyện nhân sinh. Ở phía xa, ông lão bỗng bỏ cuốc xuống, quay đầu nhìn Diệp Huyên, cậu nhóc, chuyện ngươi và Tiên Lăng, ta không muốn tham dự, ngươi đừng có ý lôi ta vào. Diệp Huyên cười nói, tiền bối hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn thỉnh giáo tiền bối vài chuyện. Ông lão khẽ gật đầu, ngươi hỏi đi. Diệp Huyên thấp giọng nói, Tuế Nguyệt Tiên là thế nào? Ông lão trước mắt này, chính là một vị Tuế Nguyệt Tiên duy nhất trong dòng sông Tuế Nguyệt. Mà sau khi nhìn thấy ông lão, Diệp Huyên phát hiện, thực lực Tuế Nguyệt Tiên này, còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng. Ông lão bỏ cái cuốc sang một bên. Sau đó đi đến một hòn đá bên cạnh ngồi xuống, các người ngồi đi. Bốn người Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên.
Ông lão quan sát nhóm người Diệp Huyên, khẽ cười, lần trước lúc gặp các ngươi vẫn còn yếu ớt, mà bây giờ, các ngươi đã là thoát khỏi tuế nguyệt rồi. Tốc độ này, không phải nhanh bình thường. Nói rồi, ánh mắt ông ta nhìn sang Diệp Huyên, nhất là ngươi, ngươi lại có thể dung hợp với dòng sông tuế nguyệt, không thể không nói, thật khiến ta kinh ngạc. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối, ta thắc mắc là tuế nguyệt tiên này rốt cuộc là cảnh giới gì? Nó là trên thoát khỏi tuế nguyệt sao? Ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, tuế nguyệt cảnh là gì? Là chỉ những người nắm giữ tuế nguyệt chi lực, những người này có thể được gọi là tuế nguyệt cảnh, cảnh này, là tần quan cô nương đề xuất, đương nhiên, trước khi nàng ta đề xuất, thì cũng có người đã bắt đầu nắm giữ được tuế nguyệt chi lực rồi, chẳng qua chỉ là lúc đó, vẫn chưa gọi là tuế nguyệt cảnh, mà hành giả tuế nguyệt. Hơn nữa, mọi người không biết nhiều về tuế nguyệt chi lực, tần quan cô nương lại biết rất rõ cảnh giới này. Diệp Huyên thấp giọng nói, thoát khỏi tuế nguyệt thì sao? Ông lão cười nói, thứ gọi là thoát khỏi tuế nguyệt, thật ra chỉ là một chuyện cười. Diệp Huyên có phần không hiểu, chuyện cười. Ông lão nhẹ giọng nói, ngươi xem dòng sông tuế nguyệt vô biên này, có mấy người có thể vượt qua bọn chúng chứ? Gọi là tuế nguyệt không dính thân, lại càng nực cười, tuế nguyệt không dính thân là gì? Chính là vĩnh sinh, ý nghĩa thực sự chính là vĩnh sinh, bởi vì tuế nguyệt trôi qua không có tác dụng gì đến ngươi cả. Duy chỉ có cao thủ thật sự vượt qua tuế nguyệt thì mới dám nói là tuế nguyệt không dính thân. Nói rồi, ông ta nhìn sang Thích Thiên và Đạo Lăng ở bên cạnh, khẽ vung tay phải, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức bao phủ hai người, dưới luồng sức mạnh bao phủ này, sắc mặt hai người lập tức thay đổi, vì bọn họ phát hiện, tuổi thọ của bọn họ lại bắt đầu tiêu tan nhanh chóng. Lúc này, ông lão thu tay phải về, vừa nãy bên kia nói tuế nguyệt bào mòn. Người xem hai người họ có thể chống lại được tuế nguyệt bào mòn không? Diệp Huyên im lặng. Ông lão nói tiếp, ta chỉ từng thấy một người có thể chống đỡ được tuế nguyệt bào mòn. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, ai? Ông lão nhẹ giọng đáp, tần quan cô nương. Diệp Huyên sững người, sau đó nói, không phải nàng ta nói không tu luyện sao? Ông lão lắc đầu khẽ cười, ta cũng không biết, dù sao, ta chỉ biết là tuế nguyệt không thể bào mòn nàng ta. Ngoài ra, cho dù là cao thủ cấp bậc trên thoát khỏi tuế nguyệt, cũng không thể chống đỡ được tuế nguyệt bào mòn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối có biết Lam Tôn Tiên Lăng kia không? Ông lão gật đầu, biết một chút. Diệp Huyên hiếu kỳ, nàng ta là cảnh giới gì? Ông lão cười nói, sau thoát khỏi tuế nguyệt, người biết đó. Diệp Huyên nhíu mày, ta biết. Ông lão gật đầu, sau thoát khỏi tuế nguyệt, là kiểm soát tuế nguyệt. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ông lão cười nói, có phải cảm thấy rất kỳ lạ không? Sau siêu thoát, lại còn có kiểm soát tuế nguyệt này nữa. Diệp Huyên gật đầu, quả thật rất kỳ lạ. Ông lão nhẹ giọng nói, thoát khỏi, không có nghĩa siêu việt, giống như quan hệ nam nữ trong thế tục, từng ngủ chung, không có nghĩa đã từng yêu. Nghe vậy, vẻ mặt ba người Diệp Huyên lập tức cứng đờ. Mẹ nó! So sánh gì kỳ lạ như vậy? Từng ngủ chung. Không có nghĩa từng yêu. Ông lão này đúng là có chuyện riêng sâu xa mà. Ông lão cười nói, chính là như vậy. Sau khi bọn họ tu luyện đến một trình độ nhất định, bọn họ sẽ phát hiện dòng sông tuế nguyệt không đơn giản như bọn họ nghĩ. Vì vậy, bọn họ lại bắt đầu quay về nghiên cứu dòng sông tuế nguyệt, hy vọng nắm giữ được dòng sông tuế nguyệt. Mà nhóc con nhà ngươi, xem như đã trực tiếp vượt qua hai cảnh giới. Tiến thẳng đến kiểm soát tuế nguyệt cảnh. Hơn nữa, ngươi và người khác cũng không giống nhau, người khác là dựa vào dòng sông tuế nguyệt, mà ngươi thì trực tiếp xung hợp với dòng sông tuế nguyệt, đây là khác biệt từ bản chất. Giống như quan hệ nam nữ trong thế tục vậy, đã yêu, thì đã từng ngủ cùng. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, tiền bối, chúng ta không cần so sánh đâu. Không cần so sánh, ta cũng nghe hiểu. Hắn có hơi sợ ông lão này rồi. So sánh gì vậy chứ? So sánh còn quá đáng hơn cả tháp nhỏ nữa. Ông lão cười nói, có phải ta so sánh không thỏa đáng không? Diệp Huyên không biết nói gì. Đây không phải là vấn đề thỏa đáng hay không, mà đơn giản là ngươi lái ý chệch hẳn rồi. Ông lão lại nói, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta quay lại vấn đề chính. Lam Tôn kia chính là kiểm soát tuế nguyệt, mà tuế nguyệt tiên, chính là cảnh giới trên kiểm soát tuế nguyệt. Tuế Nguyệt Tiên là gì?
Người trải qua hồng trần tuế nguyệt mà không đánh mất bản thân, chính là tuế nguyệt tiên. Mà sau khi đạt đến tuế nguyệt tiên, tuy vẫn không thể thật sự làm được chuyện tuế nguyệt không dính thân, nhưng, đã có thể cùng tồn tại với tuế nguyệt, không phải dung hợp, chỉ là cùng tồn tại. Giống như quan hệ nam nữ trong thế tục vậy, chỉ là sống cùng, chứ không phải kiểu chung giường. Mà ngươi thì thuộc về kiểu đã ở cùng thì sẽ chung giường. Rất tài. Ba người Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút đau đầu. Ông lão nói tiếp, ngươi còn muốn hỏi gì? Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, ngươi nói như vậy, hiện tại ta cũng xem như là tuế nguyệt tiên sao? Ông lão lắc đầu, không phải. Tuy ngươi đã dung hợp với dòng sông tuế nguyệt, nhưng ngươi vẫn chưa thể thật sự khống chế dòng sông thời gian. Dòng sông này, vô biên vô tận, vô cùng bí ẩn, ngươi muốn đạt đến tuế nguyệt tiên, nhất định phải đi qua hồng trần tuế nguyệt vô tận trước, tâm cảnh đạt đến một cao độ, duy chỉ có như vậy mới có thể được xem là tuế nguyệt tiên. Vì vậy, tuế nguyệt tiên xem như là một quá trình tu luyện tâm, ngươi bây giờ, còn quá trẻ, không có sự trầm ổn từ tuế nguyệt, sự rèn luyện từ tuế nguyệt, tâm cảnh của ngươi vẫn chưa vượt qua hồng trần tuế nguyệt, vì vậy, không thể gọi là tuế nguyệt tiên. Diệp Huyên quay đầu nhìn, đi qua dòng sông tuế nguyệt này, là được sao? Ông lão lắc đầu, đi qua dòng sông tuế nguyệt, chỉ là một quá trình, trong quá trình này, ngươi có thể ngộ ra được gì, đó mới là vấn đề, giống như có người đọc sách, đọc rất nghiêm túc, có thể thu hoạch được rất rất nhiều từ trong sách, không nghiêm túc đọc thì đọc xong cũng không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn ông lão tiền bối, thực không dám giấu. Mấy huynh đệ ta chuẩn bị đánh một trận với tiên lăng, người có hứng thú tham gia cùng chúng ta. Ông lão vội lắc đầu, không hứng thú. Diệp Huyên nghiêm túc nói, người đừng sợ, sau lưng chúng ta có người. Ông lão lạnh nhạt nói, sau lưng ta không có người. Diệp Huyên vẫn muốn nói gì đó, ông lão lại lắc đầu, lão già như ta sở dĩ sống đến bây giờ, chính là không tranh với đời, không gây chuyện với người khác cũng sẽ không kiếm chuyện với gia. Ta không có yêu cầu gì khác, ta chỉ muốn sống lâu hơn một chút, sau đó yêu đương, hưởng thụ thú vui khuê phòng thế tục, ha ha. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Lão già này không bình thường chút nào. Nhưng, hắn cũng có chút thèm muốn nha, thật ra ông ta sống như vậy chẳng phải cũng là một dạng vui thú sao. Ông lão lại nói, cậu nhóc, tiên lăng này quả thực không đơn giản, người phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Ông lão cười nói, bốn người các ngươi muốn đạt đến tuế nguyệt tiên, nhất định phải đi qua hồng trần tuế nguyệt, hơn nữa, cũng chưa chắc có thu hoạch gì, vì vậy, ta kiến nghị lập tức củng cố cảnh giới và tu vi của bản thân, trước tiên đạt đến kiểm soát tuế nguyệt chi đạo này, trông thì đơn giản, nhưng thực sự vô cùng phức tạp, không phải hai ba ngày là có thể hiểu thấu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong. Hắn đứng dậy, sau đó ôm quyền, tiền bối, đa tạ đã giải thích. Ông lão khẽ cười, tiểu hữu, ta cũng có hai vấn đề, có thể thỉnh giáo không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Ông lão cười nói, ngươi làm sao hợp nhất một thể với tuế nguyệt này? Diệp Huyên chớp mắt, tiền bối muốn biết. Ông lão gật đầu, đương nhiên, nếu tiểu hữu không tiện nói, ta cũng không miễn cưỡng. Diệp Huyên cười nói, thật ra rất đơn giản. Có thể nói chuyện với dòng sông tuế nguyệt, nó có linh trí, có thể hiểu được. Ông lão im lắng. Diệp Huyên cười nói, tiền bối có phần không tin. Ông lão gật đầu, có chút không tin được, nhưng mà, ta biết, tiểu hiểu không lý gì lại lừa ta, vậy thì, có thể giải thích được không? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, cái này không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói, dựa vào tài ăn nói của ngươi thôi. Tài ăn nói. Ông lão lắc đầu cười, tiểu hữu, ngươi chớ có đùa ta. Linh của dòng sông tuế nguyệt này, ta cũng từng tiếp xúc, thực sự rất khó nói chuyện. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi thật sự muốn biết. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên nhếch miệng cười, sau lưng có người. Vẻ mặt ông lão cứng đờ. Diệp Huyên khẽ cười, tiền bối, sau này gặp lại. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Ông lão đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, thế hệ thứ hai đáng chết. Ở bên kia, bốn huynh đệ Diệp Huyên đi trong dòng sông Tuế Nguyệt. Bốn người đều im lặng. Diệp Huyên khẽ lên tiếng, muốn đạt đến Tuế Nguyệt Tiên,
trước mắt mà nói, không thực tế. Thích Thiên gật đầu, đúng là không thực tế. Chúng ta tu luyện đã rất nhanh rồi. Nhanh hơn nữa, thì có phần không bình thường rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhưng với thực lực hiện tại của chúng ta, nếu gặp phải cao thủ cấp bậc như Tuế Nguyệt Tiên, thì sẽ lại gặp họa. Chúng ta phải phòng ngừa cẩn thận. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Thích Thiên, lúc trước ngươi nói, muốn cùng chúng ta chia sẻ một di tích của Tuế Nguyệt Tiên, nó ở đâu? Thích Thiên cười khổ, Diệp Huynh, cho dù tìm được di tích Tuế Nguyệt Tiên kia, chúng ta cũng phải được đối phương truyền thừa, sợ là cũng khó mà đột phá được trong thời gian ngắn. Diệp Huyên cười nói, ngươi hiểu nhầm ý ta rồi. Mục tiêu của ta không phải là truyền thừa từ đối phương, mà là di sản của đối phương. Thích Thiên khẽ nhíu mày, di sản. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta phải có nhiều tiền chút, chỉ cần nhiều tiền, thì Tuế Nguyệt Tiên cũng có thể giết. Đạo Lăng ở bên cạnh vội gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Tần quan cô nương kia giết người, cũng chẳng cần bản thân động tay động chân gì. Thích Thiên im lặng một lúc rồi nói, đi. Bốn người lập tức rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt, mà khi vừa rời khỏi dòng sông Tuế Nguyệt, Lam Tôn kia đã đưa kiếp chủ cùng với Vân Sư xuất hiện trước mặt bốn người Diệp Huyên. Lam Tôn nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt u ám, tên kiếm tu đáng chết nhà ngươi, lần này, ta xem ngươi còn thể chạy được hay không. Diệp Huyên bỗng lấy lệnh huyền thiên ra, sau đó, ông lão đeo mặt nạ đã xuất hiện trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão đeo mặt nạ đột nhiên có chút đau chứng. Diệp công tử này, đúng là một ma quỷ. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, giúp ta phát lệnh truy nã, giết chết Lam Tôn này, ta thưởng 500 vạn trụ mạch. 500 vạn. Ở phía xa, sắc mặt Lam Tôn kia thoáng chốc trở nên hung tợn, bà ta hung hăng nhìn Diệp Huyên, ngươi lên cơn gì vậy? Ngươi có 500 vạn trụ mạch sao? Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt ông lão đeo mặt nạ liếc nhìn, nhẫn chứa đổ đúng thật có 500 vạn trụ mạch. Nhìn thấy 500 vạn trụ mạch, gương mặt ông lão thoáng chốc có chút kinh ngạc. Tên này đi đâu kiếm được nhìn trụ mạch như vậy? Trụ mạch này, chính là thái cổ thần tộc trước đó đã cho bốn huynh đệ bọn họ. Mỗi người 100 vạn trụ mạch, cộng thêm 100 vạn trụ mạch vốn có ban đầu của bọn họ, vì vậy. Bốn huynh đệ bọn họ xem như là có 900 vạn trụ mạch, vì Diệp Huyên ngoài thái cổ thần tộc cho 200 vạn trụ mạch thì còn có mẹ hắn để lại cho hắn 100 vạn trụ mạch lúc trước nữa. Nhìn thấy Diệp Huyên thật sự lấy ra được 500 vạn trụ mạch, không chỉ ông lão đeo mặt nạ, mà kiếp chủ và vân sư ở phía xa cũng kinh ngạc, hai người quay đầu nhìn Lam Tôn, không thể không nói, lúc này, bọn họ cũng muốn ra tay giết chết Lam Tôn này rồi. 500 vạn trụ mạch. Đây chắc chắn không phải người bình thường có thể lấy ra được. Chỉ có tiêu hao sức lực như thế lực đỉnh cao tiên lăng, thì mới có thể một tay lấy ra nhiều trụ mạch như vậy. Diệp Huyên này ở đâu ra có được? Lúc này, Lam Tôn bỗng hung tợn nói, là thái cổ thần tộc. Là thái cổ thần tộc đang trợ giúp bọn họ. Bà ta biết, những trụ mạch này chắc chắn là do thái cổ thần tộc cho Diệp Huyên, chỉ có thế lực siêu cấp như thái cổ thần tộc mới có thể lấy ra nhiều trụ mạch như vậy. Tuy thái cổ thần tộc không được như trước, nhưng 500 vạn trụ mạch chắc chắn còn có thể bỏ ra được. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà ta bừng bừng sát khí. Ban đầu chính là thái cổ thần tộc này ngăn cản, mới khiến bọn họ không giết chết bốn người Diệp Huyên vào lúc thích hợp nhất. Mà bây giờ, thực lực bốn người Diệp Huyên đã tăng mạnh, dù bọn họ có liên thủ, cũng khó mà giết chết. Ở phía xa, ông lão đeo mặt nạ liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử. Thật sự muốn phát lệnh truy nã sao? Diệp Huyên gật đầu, phát, ai dám lấy đầu người phụ nữ này xuống, 500 vạn trụ mạch này ta sẽ cho người đó. Ông lão đeo mặt nạ chần chừ, sau đó gật đầu, được. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lúc này, Lam Tôn ở phía xa bỗng hung dữ nói, các hạ, tiên bảo các ngươi thật sự muốn giúp hắn. Ông lão đeo mặt nạ nhìn Lam Tôn, chúng ta chỉ là giúp phát lệnh truy nã. Chứ không ra tay giúp đỡ Diệp công tử. Lam Tôn nhìn ông lão đeo mặt nạ chằm chằm, người dám truy nã người của tiên lăng. Ông lão đeo mặt nạ nhíu mày, không lẽ người muốn uy hiếp ta sao? Lam Tôn khẽ siết chặt tay phải, nếu ta nói đúng thì sao? Ông lão đeo mặt nạ lạnh giọng nói, nếu người muốn làm như vậy thì ta chỉ có thể gọi các chủ nhà ta thôi.
ta nói cho Lam Tôn ngươi biết, Diệp công tử này phát lệnh truy nã có lẽ chưa chắc có thể giết ngươi, nhưng nếu ngươi kiếm chuyện với các chủ ta, các chủ phát lệnh truy nã, thì đầu ngươi sẽ rơi xuống đất ngay lập tức, ngươi tin không? Lam Tôn tức giận bật cười, đúng là nực cười. Đầu ta rơi xuống đất, đúng là vô lý. Vân Sư ở bên cạnh do dự chốc lát rồi nói, Lam Tôn, chớ có kiếm chuyện với Tiên Bảo Các này. Ông ta và Tiên Bảo Các từng qua lại, Tiên Bảo Các này tuy là một thương hội, võ lực tuy không ra sao, nhưng, các chủ lại thật sự có phần nghịch thiên. Sắc mặt Lam Tôn cực kỳ khó coi, là Tiên Bảo Các hắn không nể mặt ta. Ở phía xa, Diệp Huyên bỗng nhiên nhìn ông lão đeo mặt nạ, có phần sốt ruột nói, tiền bối, bà ta đã uy hiếp Tiên Bảo Các ta như vậy rồi. Còn nhịn được sao, lập tức gọi Tần Quan ra. Ông lão đeo mặt nạ do dự chốc lát, sau đó quay đầu nhìn Lam Tôn, Lam Tôn, ta nói lại một lần cuối cùng, chúng ta chỉ là giúp Diệp công tử phát lệnh truy nã, không có ý giúp hắn, nếu ngươi có tiền, chúng ta cũng có thể giúp ngươi phát lệnh truy nã. Lam Tôn nhìn ông lão đeo mặt nạ chằm chằm, nếu ngươi dám phát lệnh truy nã, đồng nghĩa Tiên Bảo Các tuyên chiến với Tiên Lăng ta. Bà ta biết rất rõ, nếu Tiên Bảo Các thật sự phát lệnh truy nã, chắc chắn sẽ có người đến giết mình, 500 vạn trụ mạch, chắc chắn có người động lòng, thậm chí là cao thủ nội bộ Tiên Lăng cũng sẽ động lòng. 500 vạn trụ mạch. Thật sự là quá quá nhiều. Đừng nói người khác, cả bản thân bà ta cũng động lòng. Vân Sư ở bên cạnh khi nghe thấy Lam Tôn nói vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, Lam Tôn, không thể. Kiếp chủ cũng vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Lúc này hai người họ đều hoảng sợ, thứ nhất, bọn họ căn bản không thể đại diện cho cả Tiên Lăng, xảy ra tình huống này, một khi không tốt thì sẽ giao gió gặt bão. Thứ hai, các chủ thần bí kia thật sự nghịch thiên. Nhất là kiếp chủ, gã đã từng đích thân lĩnh giáo sự kinh khủng của Tần Quan kia. Đó quả thực là một người phụ nữ còn quá đáng hơn cả Diệp Huyên. Lam Tôn không hiểu kiếp chủ và Vân Sư, bà ta nhìn chằm chằm ông lão đeo mặt nạ, ông lão đeo mặt nạ ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay, một lá bùa đột nhiên phóng lên trời, sau đó, một màn sáng khổng lồ xuất hiện sâu nơi tinh không. Trong màn chắn sáng kia, một bóng dáng mơ hồ dần dần hiện rõ, rất nhanh sau đó, Tần Quan đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, Tần Quan đang ở trong hang động, sau lưng nàng ta không xa, có một ông lão già nua đang ngồi xếp bằng, ông lão không có chút hơi thở. Diệp Huyên nhìn hang động kia, có chút nghi hoặc, Tần Quan này không phải là đi trộm mộ chứ. Tần Quan đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta chợt ngây người, sau đó cười nói, Diệp công tử, là ngươi tìm ta sao? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, không phải ta, là người của Tiên Lăng tìm ngươi. Tần Quan chớp mắt, người của Tiên Lăng tìm ta. Diệp Huyên gật đầu, nói rồi hắn chỉ qua Lam Tôn phía xa. Tần Quan nhìn Lam Tôn, người có chuyện gì sao? Vẻ mặt Lam Tôn bình tĩnh, Tần các chủ, người của ngươi muốn truy nã ta. Tần Quan nhíu mày, nàng ta nhìn ông lão đeo mặt nạ, ông lão đeo mặt nạ trần trừ rồi nói, là Diệp công tử muốn phát lệnh truy nã bà ta, không liên quan đến chúng ta, mà bà ta không cho ta phát lệnh. Nói nếu chúng ta phát lệnh truy nã bà ta thì đồng nghĩa tuyên chiến với Tiên Lăng. Tần Quan nhìn Lam Tôn, người có thể đại diện cho Tiên Lăng sao? Lam Tôn nhìn Tần Quan chằm chằm, có thể. Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nói, người chắc chứ? Lam Tôn hung dữ nói, người nói rông dài nhiều vậy làm gì? Ta nói có thể thì có thể. Thế nào, Tiên Bảo các ngươi dám tuyên chiến với Tiên Lăng ta sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Quan chớp mắt, sau đó, hai tay nàng ta chắp lại làm kết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú, một lúc sau, đột nhiên mở bừng mắt, khẽ nói, mani mani hông, tiền đến, à không phải, kiếm đến. Kiếm đến. Thoáng chốc, một thanh kiếm xuất hiện trên đầu Lam Tôn, sau đó, thanh kiếm kia rơi thẳng xuống, Lam Tôn kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thanh kiếm kia đâm vào trong thân thể. Thân xác Lam Tôn lập tức vỡ vụn. Mọi người. Giờ phút này, Lam Tôn hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Một kiếm kia chém đến nhưng bà ta lại không cảm thấy được gì. Bên cạnh, kiếp chủ và Vân Sư cũng thầm lo sợ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tần các chủ kia còn là một kiếm tu.
Đúng lúc này, một khí thế khủng bố bỗng nhiên bao phủ Lam Tôn. Dưới khí thế ấy, linh hồn vốn nên biến mất của bà ta thế mà lại trực tiếp được bảo vệ. Bấy giờ, bỗng có một người đàn ông trung niên xuất hiện ở phía chân trời. Kiếp chủ và Vân Sư thấy ông ta thì thầm hoảng sợ, vội vàng cúi chào cổ hiền giả. Diệp Huyên kinh ngạc liếc người đàn ông trung niên kia. Hiển nhiên, ông ta chính là một vị cao thủ siêu cấp có cảnh giới tuế nguyệt tiên. Cổ hiền giả nhìn Tần Quan nói, Tần các chủ, hơi quá đáng rồi đó. Tần Quan nhíu hàng mày xanh đen lại hỏi, ông đang trách ta đó hả? Cổ hiền giả lạnh mặt đáp, đúng vậy. Tần Quan gật đầu, xem ra, ông định đánh nhau. Cổ hiền giả nhàn nhạt nói, mong Tần các chủ chỉ điểm. Tần Quan bỗng quát, thần hạm tinh không đâu. Bỗng dưng, thời không trên đầu đám Diệp Huyên chợt nứt ra. Sau đó, có một con thuyền khổng lồ bay ra từ bên trong. Con quái vật lớn này trông giống như một chiếc thuyền có kích thước khổng lồ dài hơn 10 vạn trượng, quả thật y như một con quái vật tinh không. Nó chỉ ngừng ở đó thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Trên boong thuyền còn đặt mấy trăm thứ đen ngòm trông như chim, không biết được là từ gì. Cổ hiền giả thấy nó xuất hiện thì cau mày, cô tính dùng thần vật giết ta à? Tần Quan lạnh nhạt nói, thần cơ sẵn sàng, bắn chết ông ta. Nàng ta vừa nói xong, mấy trăm cái thần cơ trên boong thuyền chợt phóng lên cao rồi trực tiếp nhắm vào cổ hiền giả. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, từng chùm sáng chợt bắn thẳng về phía ông ta. Khi Diệp Huyên nhìn thấy những chùm sáng đó thì con ngươi bỗng co rút lại hét chạy. Hắn nói xong bèn kéo đạo lăng, thích thiên và thiên khí chạy. Trong từng chùm sáng ấy đều có một viên không nói võ đức. Mấy trăm viên không nói võ đức đó. Mẹ nó! Diệp Huyên còn hoảng. Một viên thôi đã khủng bố như vậy rồi, mấy trăm viên cùng phóng ra. Diệp Huyên cũng thấy hơi tê cả da đầu. Đám Diệp Huyên vừa chạy thì đằng sau đã vang lên từng tiếng nổ khủng bố. Dù cách hơn 10 cái tinh vực thì bốn người Diệp Huyên cũng bị chấn muốn thủng lỗ tai, lòng thầm run sợ không thôi. Sau khi bốn người Diệp Huyên dừng lại bèn xoay người nhìn ra sau, vừa nhìn thì lập tức ngơ ngác. Trong tầm mắt của họ là một mảnh đen thui. Đạo lăng run rẩy nói, cái này. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, mọi người nhìn kìa. Hắn nói xong bèn chỉ vào chỗ sâu trong tinh không đằng xa. Ba người nhìn theo ngón tay Diệp Huyên, cổ hiền giả vẫn đứng ở vị trí cũ nhưng lúc này ông ta chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa, luồng linh hồn kia cũng yếu ớt ảm đạm như làn khói. Bốn người Diệp Huyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút kinh ngạc. Cổ hiền giả kia cũng lợi hại ghê. Thế mà còn chưa chết. Kiếp chủ và Vân Sư cũng không có chết, vì ban nãy họ tránh sau cổ hiền giả nên ông ta đã chặn phần lớn sức mạnh cho họ rồi. Dù như thế nhưng họ cũng không chịu nổi, cơ thể cũng bị nổ nát bét. Ngay cả linh hồn cũng bị nổ đến trong suốt. Muốn khôi phục hoàn toàn thì ít nhất cũng phải mất trăm năm. Giờ phút này, ba người đã hoàn toàn sợ ngây người. Đặc biệt là cổ hiền giả, ông ta chính là Tuế Nguyệt Tiên, là cao thủ số một số hai trên đời. Nhưng vào giây phút ban nãy, ông ta cũng ngơ ngác. Đây là thứ gì? Vậy mà lại có sức mạnh lớn đến nỗi cả mình cũng không ngăn nổi. Sâu trong tinh không, Tần Quan nhìn cổ hiền giả với vẻ mặt lạnh như băng, bảo lăng chủ tiên lăng, ông ra đây. Cổ hiền giả. Tần Quan cau mày, vung tay lên, mấy trăm thần cơ kia bỗng bay lên rồi lại nhắm thẳng vào ông ta. Sắc mặt cổ hiền giả lập tức thay đổi, vội vàng nói, Tần các chủ, đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Tần Quan bỗng lấy ra một khẩu súng rồi bóp cò. Đoàng. Một chùm sáng trực tiếp xuyên qua tinh vực bắn thẳng vào người cổ hiền giả. Đùng. Cổ hiền giả lại bị đẩy lùi mấy vạn trượng, linh hồn cũng ảm đạm, yếu ớt hơn giống như một cơn gió thôi cũng đủ để thổi tan ông ta. Trong mắt cổ hiền giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Sẽ chết thật đó. Ông ta chắc chắn sẽ chết. Đây là cảm giác lúc này của cổ hiền giả. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn có khả năng giết chết ông ta. Tần Quan nhìn cổ hiền giả, lạnh lùng nói, đánh thắng được là đánh, đánh không lại là hiểu lầm. Ra mặt ông cũng có thể sánh ngang với Diệp công tử rồi đó.
Bên kia, Diệp Huyên lập tức đen mặt. Cái gì gọi là có thể sánh ngang với hắn? Tần quan kia đúng là không biết lựa lời gì hết, e rằng sau này sẽ khó mà tìm được chồng. Đúng lúc này, thời không đằng sau Cổ Hiền Giả bỗng run lên rồi có một ông lão bước ra. Sau khi ông ta đi ra bèn vội vàng nhìn về phía Tần quan, Tần các chủ, tại hạ là Thư Hiền Giả người đứng đầu tiên Lăng Lục Hiền Giả, ta. Tần quan bỗng lạnh mặt hỏi, sao? Ta không xứng để lăng chủ của Tiên Lăng các người đi ra hả? Thư Hiền Giả kia vội nói, không, không, lăng chủ đang bận, ông ấy. Tần quan cả giận nói, bận cái đầu ông. Nàng ta quát xong cũng sửng sốt, sau đó khuôn mặt chợt đỏ lên, giơ tay khẽ vỗ lên hai má mình, không được nói tục. Hi hi. Mọi người, Tần quan liếc Thư Hiền Giả hỏi, Tiên Lăng các ông sẽ tuyên chiến với Tiên Bảo các ta à? Thư Hiền Giả vội đáp, không, không, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Tần quan lạnh nhạt nói, nhắn cho lăng chủ mấy ông, nếu lại đến gây chuyện với Tiên Bảo các thì ta sẽ đến xốc bay luôn Tiên Lăng của mấy ông. Nàng ta nói xong bèn xoay người biến mất. Sắc mặt Thư Hiền Giả hơi khó coi, Tiên Lăng chưa từng bị người nào đe dọa như vậy nhưng ông ta cũng đành chịu. Tần các chủ kia rất thần bí, dù là Tiên Lăng cũng không dám dễ dàng chọc vào nàng ta. Ông ta như nhớ ra điều gì bỗng quay phát đầu lại nhìn về phía Cổ Hiền Giả đằng xa. Lúc này, linh hồn Cổ Hiền Giả đã mờ đến nỗi sắp không nhìn thấy được. Thư Hiền Giả hoảng sợ định ra tay, Cổ Hiền Giả lại lắc đầu, không kịp rồi. Thư Hiền Giả im lặng. Cổ Hiền Giả khẽ nói, vốn tưởng rằng trên đời này chỉ có vài người mới có thể giết được ta. Ông ta nói đến đây thì lắc đầu, lòng kiêu căng đã hại chết ta. Nếu lúc trước ông ta không ăn nói ngông cuồng thì cũng sẽ chẳng chết. Nhưng trên đời làm gì có nếu? Cổ Hiền Giả bỗng nhìn về phía bốn người Diệp Huyên đằng xa nói, lão thư, bốn người này trên người đều có khí vận đại đạo, cực kỳ yêu nghiệt, đừng để họ trưởng thành, không thì sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho các ông đó, thậm chí là cho cả Tiên Lăng. Ông ta nói xong thì hoàn toàn biến mất. Thư Hiền Giả ngẩng đầu liếc đám Diệp Huyên đằng sau rồi bỗng dưng biến mất khỏi tại chỗ. Ở tinh không đằng xa, Thích Thiên đứng cạnh Diệp Huyên bỗng khẽ nói, Tuế Nguyệt Tiên. Sao kẻ địch luôn mạnh một cách bất thường vậy? Trước đây cũng có như vậy đâu. Đạo Lăng nặng nề nói, trước đó, chúng ta chỉ phải đối mặt với người nam giữ Tuế Nguyệt. Nhưng giờ, kẻ địch đã trực tiếp biến thành Tuế Nguyệt Tiên. Cái này thì, ai mà đỡ cho nổi? Thiên khí tiếp tục ăn thịt của mình. Kẻ địch là ai cũng không sao, miễn có thịt ăn là được. Diệp Huyên bỗng mở miệng, các huynh đệ, có tự tin không? Đạo Lăng chần chờ rồi đáp, nói thật là không có. Thích Thiên cũng gật đầu, đúng là không có thật. Diệp Huyên cười ha ha, không có cũng phải đánh, các huynh đệ, cứ đánh là được. Hắn vừa dứt lời đã trực tiếp biến mất. Vèo! Một thanh kiếm bỗng nhiên xé toạc tinh vực. Chém thẳng lên người Thư Hiền Giả đang xuyên qua tinh vực kia. Đạo Lăng đứng cạnh hắn cũng chợt bật cười nói, Tuế Nguyệt Tiên. Thì sao nào, cứ đánh là được. Y nói xong cũng biến mất khỏi tại chỗ. Thích Thiên gật đầu, vậy thì đánh, dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Gã vừa dứt lời đã xông thẳng về phía Thư Hiền Giả đằng xa. Diệp Huyên dẫn đầu trong mắt chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp rút kiếm chém xuống. Một kiếm này, hắn đã huy động Tuế Nguyệt chi lực trong phạm vi trăm vạn trượng. Chẳng những vậy, Diệp Huyên còn sử dụng huyết mạch chi lực. Diệp Huyên đã dốc hết toàn bộ sức mạnh vào một kiếm này. Không thể không dốc hết sức mạnh. Phải biết rằng, trước đó đến cả người nắm giữ Tuế Nguyệt họ cũng không đánh lại. Huống chi giờ người mà họ phải đối mặt lại là cao thủ thuộc cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Vượt qua cả hai cảnh giới. Nếu là trước đây thì có lẽ còn không sao. Nhưng giờ, phải hiểu rằng, người có thể đạt tới Tuế Nguyệt Tiên lại có mấy ai là kẻ vô dụng. Vượt qua hai cảnh giới. Thật sự rất khó. Nhưng họ không thể không đánh. Chạy. Chẳng thể chạy thoát được. Tinh không nứt ra, sau đó kiếm quang chợt nát bấy, Diệp Huyên xông lên trước trực tiếp lùi lại cả mấy vạn trượng. Khi Diệp Huyên vừa bị đánh bay, Đạo Lăng đã người mang vạn tượng pháp thân cao hơn 10 vạn trượng xông tới đỉnh đầu Thư Hiền Giả rồi đấm thẳng xuống. Đùng!
Một quyền ấy vừa đấm xuống thì như muốn nghiền nát vùng tinh không này, cực kỳ khủng bố. Thư Hiền giả mặt mày lạnh nhạt vung tay lên. Ầm. Một luồng tuế nguyệt chi lực bỗng thổi tới, thoáng chốc cả người Đạo Lăng đã bị đánh bay ra ngoài, còn vạn tượng pháp thân của y cũng lập tức sụp đổ. Đúng lúc này, một bóng người chợt xông đến trước mặt Thư Hiền giả rồi đấm thẳng lên đầu ông ta. Thiên khí. Nó vừa xuất hiện, tinh vực xung quanh đã nổ tung, vô số ngôi sao mai một. Chỉ đơn giản là sức mạnh cơ thể. Thư Hiền giả bình tĩnh giơ quyền đấm tới. Cứng đối cứng. Ầm. Thiên khí trực tiếp bay ngược ra ngoài, vừa ngừng lại thì cánh tay y đã nổ tung, cơ thể nứt toạc, máu tươi bắn tung tóe. Cực kỳ thê thảm. Song lúc này, Thích Thiên lại đột nhiên xuất hiện đằng sau Thư Hiền giả, tay phải khẽ trở rồi đập thẳng xuống. Một sức mạnh khủng bố chợt chút xuống từ trong lòng bàn tay gã, nhưng giờ sau lưng Thư Hiền giả lại xuất hiện một tấm khiên vô hình. Đùng, sức mạnh kia thế mà lại bị tấm khiên vô hình đó chặn lại. Thư Hiền giả bỗng nhiên xoay người rồi đá một cái. Ầm. Thời không trước mặt ông ta lập tức nổ tung. Thích Thiên trực tiếp lùi lại mấy vạn trượng. Khi gã dừng lại thì khóe miệng cũng hộc máu, tim gan phèo phổi nứt toạc. Mà ban nãy mấy người họ ra tay lại chưa đến một giây. Trong một giây đó, Thư Hiền giả đã đỡ được đòn tấn công của bốn người. Bên kia, Đạo Lăng lau máu nơi khóe miệng đi rồi nhìn về phía Thư Hiền giả kia nói, Diệp huynh, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyên im lặng một lát mới nói, có lẽ chúng ta đã bị bút đại đạo gài rồi. Tên kia cũng ác ghê, sắp xếp kẻ địch có thể xếp mấy tên yếu trước để luyện tập không vậy? Thật tình. Hệ Ngân Hà. Trong một căn phòng nào đó bỗng vang lên một tiếng gào thét đầy tức giận, xếp mấy tên yếu trước để luyện tập. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi cho rằng mình là ai? Trước có Diệp Huyên, sau có ông trời hả? Mụ nội nó, ông đây nhịn ngươi lâu rồi. Ngươi. Bấy giờ bỗng có một thanh kiếm xuất hiện ở trong phòng. Đó là kiếm hành đạo. Trong phòng yên tĩnh như chết một lúc rồi truyền ra một giọng nói hết sức bình tĩnh, lời nói ban nãy của ta đúng là có hơi quá đáng, đối với chuyện này thì ta xin lỗi, ta sẽ kiểm điểm lại. Lần sau sẽ không còn như vậy nữa, ta đảm bảo đó. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, vẻ mặt bốn người Diệp Huyên đều hết sức nghiêm trọng. Thật sự rất mạnh. Lam Tôn trước đó cũng rất mạnh nhưng so với Thư Hiền giả lại không phải cùng một cấp bậc. Chưa nói đến cái khác, Diệp Huyên đã thấy hơi bực bội. Trình độ của kẻ địch đúng là chẳng bao giờ bình thường nổi. Quả thật là có chút quá đáng. Đằng xa, Thư Hiền giả liếc bốn người Diệp Huyên, mặt mày bình tĩnh nhưng trong lòng cũng hơi lo ngại. Người có khí vận đại đạo. Người như vậy cũng không phải kẻ bình thường. Nên biết rằng Tiên Lăng cũng có một người có được khí vận đại đạo. Mà mức độ khủng bố của vị đó quả thật có thể miêu tả bằng hai chữ biến thái. Dù bốn người trước mắt không có khủng bố bằng vị kia, nhưng ông ta biết họ vẫn chưa trưởng thành. Tuy là kẻ địch, song phải công nhận rằng họ đúng là cực kỳ yêu nghiệt. Phải biết rằng, trong tình huống bình thường thì ở trước mặt ông ta, người có trình độ nhỏ hơn hai cảnh giới còn không có cả can đảm để nhìn thẳng vào mình. Như lời CSG, nếu để bốn người kia trưởng thành thì mai sau chắc chắn sẽ rắc rối to cho họ, thậm chí còn mang lại tai họa cho Tiên Lăng. Thư Hiền giả nghĩ vậy bèn ngẩng đầu liếc bốn người Diệp Huyên đằng xa, chậm rãi siết chặt tay phải. Cách tốt nhất để giải quyết rắc rối chính là bóp tắt nó khi nó còn chưa hình thành. Nơi tinh không đằng xa, Diệp Huyên bình tĩnh nói, bình thường thì chúng ta đánh không lại ông ta thật. Đạo Lăng trầm giọng hỏi, vậy phải làm sao giờ? Diệp Huyên hít sâu một hơi rồi khẽ cười, còn có thể làm sao? Đương nhiên là liều mạng, ta sẽ xông lên trước. Hắn nói xong bèn chậm rãi nhắm mắt lại. Đùng! Cơ thể Diệp Huyên lập tức bốc cháy. Cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong người hắn cũng điên cuồng vận chuyển. Nhưng lần này, hắn lại không có đốt cháy linh hồn. Không có kiếm thanh huyên mà đốt linh hồn thì sẽ biến mất thật. Ba người Đạo Lăng thấy Diệp Huyên đốt cháy cơ thể thì đều sửng sốt. Định liều mạng thật sao? Diệp Huyên lại nói, muốn đánh với ông ta thì cả bốn chúng ta phải phối hợp tốt, mấy người hiểu ý ta không? Ba người cùng gật đầu. Diệp Huyên bỗng nói, kiếm của ta quỷ dị nhất,
thích hợp đánh phụ trợ. Nhưng lần này, ta sẽ dẫn đầu, các huynh hãy hiểm trợ cho ta. Đạo Lăng sửng sốt hỏi, tại sao? Diệp Huyên cười khẽ đáp, bởi vì lần này thật sự rất nguy hiểm. Hắn đáp xong đã biến mất khỏi tại chỗ. Vèo. Một luồng kiếm quang đỏ tươi chợt xé nát thời không chém thẳng về phía Thư Hiền Giả. Mặt mày Thư Hiền Giả vẫn hết sức bình tĩnh, khi nó chém lên đầu thì ông ta chợt mở tay phải ra, một tấm khiên vô hình bỗng xuất hiện trước mặt. Đùng. Kiếm của Diệp Huyên trực tiếp bị tấm khiên kia chặn lại. Còn Diệp Huyên lại xuất hiện trên đầu Thư Hiền Giả, rút kiếm bổ thẳng xuống. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này được hắn trồng hơn 10 vạn luồng. Nó vừa xuất hiện, cả tinh không lập tức bị chẻ đôi khiến người ta sợ hãi cùng cực. Khi một kiếm đó của Diệp Huyên chém xuống, tấm khiên trước mặt Thư Hiền Giả bỗng rung lên kịch liệt. Sau đó, một mảnh kiếm quang đỏ tươi đã nổ tung trên đầu ông ta, còn Diệp Huyên lại điên cuồng rút kiếm chém xuống. Vèo, 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 vèo. Thoáng chốc tinh không xung quanh đã vang lên từng tiếng nổ, vệ số kiếm quang màu đỏ không ngừng nổ tung, đầu đầu cũng là một mảnh hỗn loạn. Đám người Đạo Lăng cùng xông tới trước mặt Thư Hiền Giả. Điên cuồng bao vây tấn công. Giờ phút này, bốn người đều không hề nương tay và dùng hết khả năng của mình ra. Cả một vùng tinh không vô tận đều sôi lên rồi dần dần biến mất. Bởi vì nó đã không chịu đựng được sức mạnh của đám Diệp Huyên. Bốn người không có đánh riêng lẻ mà là phối hợp với nhau. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ của họ, Thư Hiền Giả thế mà tạm thời lại không làm gì được đám Diệp Huyên. Song bốn người Diệp Huyên lại càng đánh càng hăng, còn ngày càng điên cuồng. Đúng lúc này, một sức mạnh khủng bố bỗng quét ngang tinh không. Đùng! Cả tinh không lập tức bị nghiền nát. Bốn người Diệp Huyên đồng loạt lùi lại mấy vạn trượng. Cách đó không xa, Thư Hiền Giả lẳng lặng mà đứng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong tay ông ta là một cuốn sách cổ. Sức mạnh khủng bố ban nãy là phát ra từ trong cuốn sách đó. Thư Hiền Giả nhìn chằm chằm vào bốn người Diệp Huyên đằng xa gần giọng đáng chết. Ông ta vừa quát xong chợt nhắm mắt lại, cuốn sách trong tay chợt run lên. Sau đó, một sức mạnh kinh khủng bố phun ra từ trong cuốn sách cổ kia. Một luồng khí tức khủng bố chợt quét ngang qua hiện trường. Đằng xa, ánh mắt Diệp Huyên chợt co rút lại hét, mọi người cẩn thận. Hắn vừa dứt lời đã xông lên trước rồi rút kiếm chém xuống. Vèo. Một mảnh kiếm quang màu đỏ chói mắt chợt chém thẳng xuống. Mảnh kiếm quang ấy vừa chạm vào sức mạnh khủng bố kia đã lập tức nát bét. Song bấy giờ, lại có mấy thanh phi kiếm bỗng chém về phía Thư Hiền Giả ở đằng sau từ bốn góc. Thư Hiền Giả vẫn bình chân như vậy, tay phải bỗng nắm chặt thành quyền rồi đấm mạnh về phía trước. Đùng. Một cái vòng màu đen chợt bắn ra từ trong người ông ta, thoáng chốc bốn thanh phi kiếm kia đã bị mai một. Bấy giờ, sức mạnh kinh khủng kia cũng đã đánh tới trước mặt bốn người Diệp Huyên. Đám Diệp Huyên lập tức biến sắc, vội vàng đồng loạt ra tay. Trước mặt bốn người, luồng sức mạnh kia bỗng nổ tung như núi lửa phun trào. Bùm. Theo bốn tiếng nổ vang lên, đám Diệp Huyên cũng bị đánh bay hơn 10 vạn trượng. Khi vừa dừng lại, ngoài thiên khí ra thì cơ thể ba người còn lại đã nổ tung. Cơ thể hoàn toàn biến mất. Ba người họ thật sự không đỡ nổi sức mạnh khủng bố kia. Thư Hiền Giả đằng xa nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyên nói, nên kết thúc thôi. Ông ta vừa nói xong bèn xông thẳng về phía đám Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ tàn nhẫn, đang định xông ra thì bấy giờ đã có một bóng người lao thẳng về phía Thư Hiền Giả. Người đó chính là Thiên Khí. Thiên Khí xông tới trước mặt Thư Hiền Giả, chợt hét lên rồi đấm thẳng một quyền về phía ông ta. Hắn ta vừa xuất hiện đã có một sức mạnh khủng bố bắn ra từ trong cơ thể. Cùng lúc đó, trên người hắn ta cũng phát ra từng tiếng gào thét như tiếng dã thú gầm rú chấn động cả đất trời. Đùng! Một quyền này của Thiên Khí thế mà lại trực tiếp đẩy lùi được Thư Hiền Giả, nhưng bản thân hắn ta cũng bị bắn ngược ra sau mấy vạn trượng. Khi vừa ngừng lại, cơ thể Thiên Khí cũng lập tức vỡ vụn, nổ tung thành một đống xương máu. Vẫn không thể đánh thắng được. Đằng xa, Thư Hiền Giả lại ngây ngẩn cả người.
Ông ta nhìn về phía thiên khí với ánh mắt đầy vẻ khó tin, huyết mạch đó. Ngươi là tộc nhân của tộc kia. Thiên khí nhìn chằm chằm vào Thư Hiền giả, không nói gì. Mặt mày Thư Hiền giả lại hết sức nghiêm trọng, không ngờ ngươi lại là tộc nhân của tộc kia. Sao có thể thế được? Thiên khí bỗng hét lên rồi lại xông về phía Thư Hiền giả, nhưng bị Diệp Huyên ngăn lại. Giờ đây, thiên khí đã chỉ còn lại linh hồn, nếu xông lên tiếp thì chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyên quay đầu ngó Đạo Lăng và Thích Thiên, lúc này linh hồn của hai người họ cũng cực kỳ yếu ớt. Trận chiến ban nãy đã tiêu hao hết năng lượng của họ. Dù bốn người có liều mạng thì vẫn không đánh lại một vị Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn móc ra khẩu súng lấy được từ chỗ Tần Quan, dứt khoát để nó cắn nuốt 300 vạn trụ mạch. Hắn sợ không đủ còn bỏ thêm 200 vạn cái. 500 vạn cái trụ mạch. Đành vậy, chỉ có thể bắn súng thôi. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn khẩu súng trong tay. Lúc đầu hắn không dùng nó là vì sức giật của nó rất kinh khủng, càng đút nhiều trụ mạch thì sức mạnh càng khủng bố. Xong, sức giật cũng càng khủng bố. 500 vạn cái trụ mạch, vậy sức giật của nó tuyệt đối không phải là hắn của bây giờ có thể chịu nổi. Diệp Huyên bỗng nói, Đạo Lăng, Thích Thiên, dẫn thiên khí đến Tiên Bảo Các đi. Đến Tiên Bảo Các. Đạo Lăng sửng sốt rồi hỏi, còn huynh? Diệp Huyên cười nói, ta chặn đằng sau cho. Đạo Lăng lập tức lắc đầu, không được, huynh đánh không lại ông ta. Diệp Huyên nói, ta có cách đối phó ông ta. Đạo Lăng vẫn lắc đầu, đang định nói gì thì Diệp Huyên bỗng quay phát đầu lại quát, đừng nói nhảm nữa. Đi mau đi. Đạo Lăng ngây người, sau đó cả giận nói, quát gì mà quát. Cha ta còn chưa quát ta nữa, ông đây không đi, huynh đánh chết ta đi nè. Diệp Huyên tức giận nói, huynh có tin ta bảo muội muội ta đánh huynh không? Vẻ mặt Đạo Lăng chợt cứng lại, có bản lĩnh đừng gọi muội muội. Diệp Huyên lắc đầu, mấy huynh đi trước, tin ta có thể chạy thoát được. Thích Thiên khẽ lắc đầu, Diệp huynh, chúng ta cũng không ngu. Diệp Huyên im lặng. Thư Hiền giả đằng xa bỗng hỏi, nói xong chưa? Diệp Huyên bỗng quay phát lại nhìn Thư Hiền giả, sau đó trực tiếp rút súng. Nhưng súng của hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ, thế rồi Diệp Huyên chợt phát hiện tại sao mình lại định dùng tay cầm súng nhỉ? Lẽ nào không thể dùng suy nghĩ bắn sao? Khẩu súng. Diệp Huyên đột nhiên quát, rút. Hắn quát xong bèn dẫn theo đám Đạo Lăng nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, hắn cũng dùng suy nghĩ khởi động khẩu súng kia. Đoàng. Một chùm sáng bỗng bắn ra từ trong nòng súng. Gần như là ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Huyên cũng mở to mắt, toàn bộ linh hồn cũng run lên một cách kịch liệt rồi ngã xuống. Giờ phút này, hắn thấy đầu óc mình trống rỗng. Chơi ngu rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Diệp Huyên. Bởi vì hắn phát hiện dùng suy nghĩ nổ súng thì thần hồn vẫn bị bắn ngược. Tiêu rồi. Thư Hiền giả đằng xa nhìn thấy chùm sáng đó thì con ngươi chợt co rút lại, hai tay lập tức nâng lên trước đón đỡ. Cùng lúc đó, một tấm khiên vô hình đã bao phủ lấy ông ta. Chùm sáng kia vừa bắn tới. Tấm khiên vô hình trước mặt Thư Hiền giả lập tức nổ tung và bản thân ông ta cũng bị đánh lùi lại mấy vạn trượng. Khi Thư Hiền giả dừng lại, cơ thể ông ta đã trực tiếp vỡ vụn. Thư Hiền giả thoáng chốc sững sờ. Đó là thứ gì? Mà đằng xa, Đạo Lăng và Thích Thiên đã dẫn theo Diệp Huyên và thiên khí biến mất ở cuối tinh không. Thư Hiền giả vẫn còn có chút ngơ ngác, một phát súng đã trực tiếp khiến ông ta bị thương nặng, một lát sau, vẻ mặt Thư Hiền giả bỗng nhiên trở nên dữ tợn, truyền lệnh xuống, nguyên mạch toàn lực đuổi giết bốn tên kia. Ở cuối tinh không, Đạo Lăng ôm linh hồn của Diệp Huyên run rẩy gọi, Diệp Huynh. Huynh tỉnh lại đi. Diệp Huyên nhắm mắt, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Đạo Lăng hơi hoảng, Diệp Huynh, huynh mau tỉnh lại đi mà. Vẫn không ai trả lời. Đạo Lăng quay đầu nhìn Thích Thiên nặng nề nói, hắn bị bắn ngược. Giờ đã bất tỉnh, chúng ta phải tìm một chỗ trị thương cho hắn. Đạo Lăng trầm giọng hỏi, đi Tiên Bảo Các. Thích Thiên lại khẽ nói, Tiên Bảo Các không muốn nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta lại đến tìm người ta hết lần này đến lần khác thì có chút không tốt cho lắm. Đạo Lăng im lặng. Thích Thiên lại trầm giọng nói, đến Thích tộc ta đi, ta sẽ cầu xin tổ tiên giúp đỡ.
Đạo Lăng lại lắc đầu, nếu đi Thích tộc thì sẽ liên lụy cả tộc huynh mất. Thích Thiên im lặng một lát rồi nói, là bạn bè thì không thể thấy chết mà không cứu được. Một lát sau, ba người đã cõng Diệp Huyên đến Thích tộc. Vừa đến, giọng nói của Thích Thiên đã vang vọng trên bầu trời Thích tộc, toàn bộ tộc nhân Thích tộc, ngoài các vị trưởng lão ra đều rời khỏi đây hết đi, phải cách xa nơi đây, không có mệnh lệnh của ta thì không ai được trở về. Nếu hôm nay Thích tộc bị diệt thì các tộc nhân bên ngoài không thể báo thù. Chấm chấm chấm. Sau lời hiệu triệu của Thích Thiên, các cao thủ siêu cấp đang bế quan của Thích tộc cũng thi nhau xuất quan. Cùng lúc đó, người của Thích tộc rời khỏi Thích tộc dưới sự dẫn dắt của các cường giả, tỏa ra khắp nơi của vũ trụ. Tổ từ, Thích tộc. Lúc này, Diệp Huyên đang nằm im trên mặt đất, một nhóm cao thủ Thích tộc đang trị thương cho hắn. Các cao thủ Thích tộc nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, trong lòng ai cũng cảm thấy vô cùng rối ren. Trước đó không lâu, Thích tộc và Diệp Huyên còn là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ Thích tộc lại muốn dốc hết thực lực của toàn tộc để cứu con người này. Đúng là ông trời trêu ngươi. Sắc mặt của một số cao thủ siêu cấp của Thích tộc vô cùng nặng nề. Vì bọn họ đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thích Thiên đến trước một bức tượng, khẽ hành lễ tiên tổ. Răng rắc. Bức tượng đột nhiên vỡ nát, sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Thích Thiên. Tất cả cao thủ của Thích tộc có mặt ở đó đều vội quỳ xuống. Thích gia. Người đó là tiên tổ của Thích tộc, cũng là người đã khai sinh ra Thích tộc. Thích gia nhìn Thích Thiên, một lúc lâu sau mới mỉm cười, nói, người rất ưu tú. Rất ưu tú. Thích Thiên hạ giọng nói, tiên tổ, hiện tại Thích tộc ta đang đối diện với nguy cơ diệt tộc, mong được tiên tổ tương trợ. Thích gia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài rồi khẽ nói, Tuế Nguyệt Tiên. Thích Thiên quay đầu nhìn theo, vẻ mặt liền trở nên nặng trĩu. Thư hiền giả đó đã đến. Bên ngoài Thích tộc, thư hiền giả đứng trên cao nhìn xuống Thích tộc ở bên dưới, ánh mắt ông ta hướng thẳng về phía Thích gia, đôi mày trao lại. Thích gia nhìn sang Thích Thiên ở phía trước, mỉm cười, nói, nhóc con, họa do ngươi gây ra hơi lớn đấy. Thích Thiên hạ giọng nói, tiên tổ có đánh lại người đó không? Thích gia lắc đầu, đánh không lại. Thích Thiên nghe vậy thì vẻ mặt lập tức trùng xuống. Lần này, Thích gia lại nói, mặc dù đánh không lại nhưng có thể giữ chân hắn. Giữ chân. Thích Thiên ngây ra. Thích gia đột nhiên ngoảnh đầu liếc nhìn Đạo Lăng và Thiên Khí, ông ta chau mày, người mang khí vận đại đạo sao? Thích Thiên gật đầu, bọn họ là bạn ta. Bạn. Vẻ mặt Thích gia bỗng trở nên kỳ lạ, các ngươi, là bạn sao? Thích Thiên gật đầu, đúng vậy. Thích gia lắc đầu, thật kỳ lạ, không ngờ các ngươi lại có thể làm bạn, thú vị thật. Thích Thiên mỉm cười, nói ra thì dài lắm. Thích gia bỗng quay đầu nhìn sang Diệp Huyên đang nằm dài trên mặt đất ở phía xa, hắn cũng vậy sao? Thích Thiên gật đầu. Thích gia khẽ nói, hắn bị thương cực kỳ nặng, các ngươi trị thương cho hắn theo kiểu đó không có tác dụng đâu. Thích Thiên vội nói, tiên tổ có cách nào không? Thích gia im lặng một lúc lâu rồi nói, đưa hắn đến dưỡng hồn trì, nơi đó còn lưu lại phách từ thần hồn của ta và vài tộc nhân khác, cho hắn hấp thụ thì có thể chữa trị thần hồn. Thích Thiên hơi ngây ra, gã ngoảnh đầu nhìn sang Thích Thiển ở bên cạnh, Thích Thiển cười đau khổ, ta cũng không biết, chắc chuyện đó chỉ có tộc trưởng mới biết. Thích gia mỉm cười, nói, đúng vậy, năm xưa, lúc ta rời khỏi, đã từng để lại lời răn là chỉ có tộc trưởng mới có thể vào nơi đó, tộc trưởng đời trước, có phải tộc ta đã xảy ra biến cố gì rồi không? Các cao thủ của Thích tộc có mặt ở đó nghe vậy thì đều im lặng. Thích gia lắc đầu, mỉm cười, thôi vậy. Ta không quan tâm mấy chuyện đó nữa, dù sao thì tộc trưởng hiện giờ rất khá. Ông ta đang nói thì đột nhiên chỉ về bên phải, vách núi phía sau ở đằng xa bỗng nứt ra, một con đường xuất hiện trước mắt mọi người. Thích Thiên lập tức nói, trưởng lão Thích Thiển, mau đưa Diệp Huynh vào đó. Thích Thiển vác Diệp Huyên lên rồi biến mất. Lúc này, Thích gia ngẩng đầu nhìn về phía thư hiền giả ở phía xa. Mỉm cười, ta chưa biết mình có thể giữ chân được bao lâu, các ngươi hãy tự bảo trọng. Ông ta vừa vứt lời thì liền biến mất khỏi chỗ đứng. Một luồng sức mạnh đáng sợ bỗng phóng về phía thư hiền giả ở trên trời.
Mặt Thư Hiền giả không chút cảm xúc, ông ta nói, ta giải quyết người này trước, Vân Sư, Kiếp Chủ, hai người đi giải quyết mấy người kia. Ông ta nói xong thì biến mất. Tận sâu trong bầu trời sao ở phía xa bỗng dưng có tiếng nổ đáng sợ truyền đến. Bên dưới, Kiếp Chủ và Vân Sư nhìn về ba người bọn đạo lăng, Kiếp Chủ bỗng biến mất, một tia thần lôi đáng sợ bỗng từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng về phía ba người bọn đạo lăng ở phía dưới. Lôi điện cực mạnh vừa xuất hiện thì trời đất biến sắc, rung lắc kịch liệt. Bên dưới, ánh mắt đạo lăng thoáng vẻ hằm hằm, để tên nhóc đó cho ta. Y vừa dứt lời thì liền giẫm mạnh chân phải, búng lên trời cao. Lúc đạo lăng búng lên trời, một pháp thân vạn tượng đáng sợ liền xuất hiện phía sau y. Cùng lúc đó, cơ thể y cũng cháy lên, lúc chọn cách thiêu đốt cơ thể thì pháp thân vạn tượng đó cũng cháy theo. Đứng trước Kiếp Chủ, đạo lăng biết rất rõ mình nhất định phải liều mình, nếu không thì sẽ phải rơi vào tuyệt cảnh. Liều mạng thì còn có tia hy vọng sống sót. Một mặt khác, vào lúc Kiếp Chủ và đạo lăng đánh nhau thì thiên khí cũng phóng lên trời, nhằm thẳng vào Vân Sư. Kẻ địch trước đây của hắn ta chính là Vân Sư, giờ kẻ thù gặp nhau nên ai cũng hầm hầm. Vân Sư lạnh lùng nhìn thiên khí đang xông đến, sau đó thì đột ngột biến mất. Học. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 202.